chương 476, giang sách, tất cả đều là do mày. Tất cả mọi điều kiện đều thuận lợi cho Dương Tuấn Thiên, nhưng kết quả lại khiến người ta phải nghẹn học. Dương Tuấn Thiên không bao giờ có thể tưởng tượng rằng điền kề, với tư cách là một tay đua chuyên nghiệp, vậy mà lại thua một người quản lý đội. Đây quả là một sỉ nhục. Điều quan trọng nhất là điền kề còn thua sau khi Dương Tuấn Thiên chỉ dạy. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này cho thấy khả năng giảng dạy của Dương Tuấn Thiên không tốt, lý thuyết của anh ta đã lạc hậu. Với tư cách là đội trưởng, chắc chắn lần này anh ta sẽ bị các đội viên coi thường, vị trí của anh ta không còn được đảm bảo nữa. Điền kề nghiến răng canh cách, anh ta đổ hết mọi tội lỗi cho giang sách trong chuyện này. Nếu không phải là giang sách thì anh ta đã không đi đến mức này, tất cả là lỗi của giang sách. Trên sân, hai chiếc xe vẫn đang phóng nhanh. Những điền kề đã không có khả năng đuổi kịp, mà khoảng cách càng ngày càng lớn. Mỗi một lần, Lâm Mộng Vân đều vào cua theo các cách khác nhau, sẽ thay đổi tương ứng theo tình hình thực tế. Mặc dù vẫn chưa thực hiện hoàn hảo nhưng cũng đủ tốt cho một người vừa nhập môn. Mặc dù trông có vẻ vào cua của cô ta vẫn còn khá khó coi, thậm chí có cảm giác hơi chậm chạp, nhưng mỗi khi vào cua, cô ta đều có thể trấn áp điền kề ở một mức độ nhất định. Thế là đủ rồi. Đua xe không phải là so nhanh nhất, nhưng mà so nhanh hơn. Nguyễn là bạn nhanh hơn đối thủ của mình bạn đã có thể giành chiến thắng ngay cả khi bạn không phải là người nhanh nhất. Lý thuyết này, cho tới bây giờ Dương Tuấn Thiên vẫn không tiếp thu, những trải qua lần thi đấu này, anh ta đã bị đánh bại bởi lý thuyết mà anh ta không đồng ý, khuôn mặt bừng bừng đau đớn. Chẳng mấy chốc, xe của Lâm Mộng Vân đã vượt qua vạch đích và giành chiến thắng một cách chẳng mấy gai cấn. Điền kề dừng lại giữa chừng, vẻ mặt đầy thất vọng. Thất bại của cậu ta không chỉ là thất bại của bản thân cậu ta mà còn là thất bại của Dương Tuấn Thiên không biết tiếp theo sẽ bị Dương Tuấn Thiên tu chỉnh như thế nào, nhưng càng nghĩ, cậu ta càng sợ hãi. Lâm Mộng Vân dừng xe, đẩy cửa xe xuống, đi ra ngoài, vào tới chỗ giang sách. Giang sách, lý thuyết của anh thật sự rất tốt. Anh xem, tối thế mà lại thắng được một tay đua chuyên nghiệp. Ha ha, thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng được mình lại chiến thắng cho cuộc đua này. Chẳng trách ba tôi lại muốn cho anh gia nhập vào đội xe. Giang sách, thực lực của anh thực sự vượt qua bất kỳ thành viên nào trong đội hiện tại. Bất kỳ ai, tất nhiên, bao gồm cả Dương Tuấn Thiên. Người phụ nữ mình thích, trước mặt mình, nói rằng một người đàn ông khác tốt hơn mình. Dương Tuấn Thiên với lòng tự trọng vô cùng mạnh mẽ không thể nhẫn nhịn nổi, hai tay nắm chặt, hai mắt như muốn nứt ra. Nếu không có pháp luật, anh ta đã sớm cầm một cây mã tấu sông lên chém giang sách mấy cái rồi. Tuy nhiên, bây giờ là một kẻ thua cuộc. Anh ta không có quyền nói. Bên kia, Điền Kề chống tay vào vô lăng, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Sách, trong lòng có một cỗ lửa giận không tên lao ra. Giang Sách, tất cả đều là do mày. Mày làm hại tạo bề mặt trước mặt các anh em, làm hại tạo bề mặt trước mặt Cô Lâm, làm hại đội trưởng Dương mất hết thể diện. Mày tới đội xe là để cho bọn tao xấu mặt, tai họa như mày, mày đi chết đi. Hận thù chiếm cứ trong lòng cậu ta, giờ phút này Điền Kê không thèm đếm xỉa gì nữa, nghiến răng nghiến lợi phóng xe về phía Giang Sách. Lúc này, Giang Sách và Lâm Mộng Vân đang đứng cùng nhau. Điền Kê không quan tâm nhiều như vậy, kể cả có đụng phải Lâm Mộng Vân, vì trong mắt cậu ta giờ chỉ có Giang Sách, kiên quyết muốn giết chết Giang Sách. Tiếng gầm cực lớn chuyển đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nhìn thấy chiếc xe đang phi nước đại mà đến, Dương Tuấn Thiên lo lắng hét lên, Điền Kê, cậu bị điên à? màu dừng xe lại mộng vân cũng đang ở đó mà ngoài miệng thì nói như vậy nhưng dương tuấn thiên không dám cứu người khoảng cách giữa xe và người khá ngắn chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh như vậy một khi không cẩn thận chẳng những không cứu được ai mà thậm chí còn bỏ cả mạng sống của mình vào đó dương tuấn thiên thích lâm mộng vân tuy nhiên xét theo sự do dự lúc này ít nhất anh ta không thích đến mức dám hy sinh bản thân vì lâm mộng vân chương 477, đồ khốn nạn, tiếng gầm ngày càng gần. Giang sách muốn trốn thoát là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Lâm Mộng Vân thì sao? Giờ phút này, Lâm Mộng Vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy Mắt thấy sắp mất mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, Giang sách vòng tay ôm eo Lâm Mộng Vân, nhảy dựng lên, hai người đồng thời bay lên không chung, thân thể nằm ngang trên không chung chiếc xe thể thao Ferrari nhanh chóng đâm tới dưới thân hai người họ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 0,5 giây, thậm chí không đủ cho một cái chớp mắt, chiếc xe thể thao Ferrari gần như là cọ vào lưng giang sách mà lao qua. Bum! Chiếc xe phóng nhanh như bay. Giang sách ôm Lâm Mộng Vân, nặng nề ngã xuống đất. Để tránh cho Lâm Mộng Vân bị thương, Giang sách đã sử dụng bản thân mình như một tấm đệm để giảm tổn thương cho Lâm Mộng Vân khi ngã xuống đất. Mộng Vân! Bấy giờ Dương Tuấn Thiên mới chạy vào tới, sốt ruột hoảng sợ mà kéo Lâm Mộng Vân đứng dậy, em không sao chứ. Lâm Mộng Vân sướng sờ mất vài giây, bấy giờ mới phản ứng lại kịp. Cô ta dây thoát khỏi Dương Tuấn Thiên, nhìn giang sách trên mặt đất, giọng nghẹn ngào hỏi, giang sách, giang sách, anh không sao chứ. Anh đừng bao giờ gặp chuyện không may đấy, anh mà có chuyện gì không may thì tôi sẽ ái náy cả đời đấy. Nhìn thấy Lâm Mộng Vân nôn nóng và lo lắng đến mức sắp rơi nước mắt, sự ghen tuông của Dương Tuấn Thiên càng thêm sâu. Anh ta chỉ mong mỏi Giang Sách chết mới tốt. Tuy nhiên, Giang Sách từ từ đứng dậy phủi bụi trên người, ngoại trừ quần áo phía sau bị xước ra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Giang Sách, anh không chết thì thật tốt quá rồi. Lâm Mộng Vân nhất thời thất thố, nhảy lên ôm chặt lấy Giang Sách ngay trước mặt mọi người. Động thái này khiến Dương Tuấn Thiên có cảm giác như một vạn con dao thép cứa vào tim anh ta. Giang Sách cũng hơi xấu hổ nhanh chóng đẩy Lâm Mộng Vân ra một cách nhẹ nhàng, sau đó nhìn về chiếc Ferrari mà Điền Kề đang lái, vì sợ rằng cậu ta làm một lần không được thì sẽ thêm một lần nữa. Thực ra vừa rồi do quá bốc đồng nên sau khi Điền Kề lao tới không kịp làm chủ tay lái, đâm thẳng vào tường. Cậu ta đập mạnh tay lái, chiếc xe bẻ lái gấp để tránh va vào bức tường phía trước nhưng cũng đâm nghiêng và lao lên để lại vết xước sâu trên tường. Một tiếng nổ lớn vang lên, Ferrari bị gắn vào một bên của bức tường túi khí an toàn bắn ra. Chiếc xe dừng lại. Đồ khốn nạn. Dương Tuấn Thiên tức giận sải bước đi qua, mở cửa xe, kéo điền kề ra ngoài. Vừa định dạy cho cậu ta một bài học tử tế, nhưng lại bất ngờ phát hiện mặt điền kề bê bết máu, cả người đã ngất đi. Hẳn là vừa rồi đã bị đụng phải Lâm Mộng Vân lo lắng nói, mau đưa đến bệnh viện đi, nếu quá muộn thì rất có thể sẽ chết đấy. Lúc này, Giang Sách chủ động nói, để tôi cầm máu trước, tạm thời xử lý một chút. Bấy giờ Lâm Mộng Vân mới nhớ ra Giang Sách là một bác sĩ, gật đầu lia lịa đúng, để Giang Sách xử lý trước. Dương Tuấn Thiên nghe xong thì càng tức giận hơn, đẩy Giang Sách ra. Đừng có giả mèo khóc chuột. Điền kê trở nên như thế này, tất cả không phải là do mày sao. Dù anh em tao có chết cũng không chấp nhận sự giả nhân giả nghĩa của mày, cút ngay cho tao. chương 478, Cháu ngoan không cản đường. Giang Sách không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng mình mới là người bị hại cơ mà. Là Điền Kề lái xe muốn đâm chết anh, kết quả lại tự làm mình bị thương, mới có thể rơi vào kết cục như bây giờ. Giang Sách không trách Điền Kề, có thể chủ động đề nghị giúp cậu ta chữa bệnh cũng xem như khá tốt rồi, kết quả còn bị mang tiếng mèo khóc chuột. Thực sự không biết đến đâu để nói lý nữa. Dương Tuấn Thiên thực sự ghen tị với Giang Sách, kỹ thuật đua xe, kỹ thuật mọi thứ anh ta đều không bằng giang sách. Ngay cả khi vừa rồi Lâm Mộng Vân gặp nguy hiểm, cũng là giang sách giơ tay cứu giúp. Có một người đàn ông như vậy tồn tại, Dương Tuấn Thiên Cử trông như một kẻ ngốc. Tất nhiên anh ta sẽ khó chịu, sẽ ghen tị. Cho nên, anh ta thả để điền kề chết còn hơn đồng ý để giang sách cứu cậu ta. Tình anh em gì chứ, ha ha. Dương Tuấn Thiên ám điền kề vào một chiếc xe khác, sau đó đích thân lái xe đến bệnh viện hạng 3 gần nhất. Lâm Mộng Vân cũng trở giang sách đi cùng. Ngay khi đến bệnh viện, Dương Tuấn Thiên đã đưa Điền Kê vào phòng cấp cứu. 2. Bác sĩ điều trị là một người đàn ông tương đổi trẻ, tên của anh ta được viết trên bảng nhân viên, Lục Diệp. Lúc này vốn dĩ là giờ nghỉ trưa và ăn cơm của bác sĩ, Lục Diệp định cởi áo khoác đi ra ngoài ăn một bữa ngon lành. Kết quả bệnh nhân được đưa đến đây vào lúc này, khiến anh ta ăn cơm cũng chẳng được, trong lòng thấy có chút khó chịu. Bác sĩ, xin anh cứu anh em của tôi dương tuấn thiên nói biết rồi biết rồi đến lúc nào mà chẳng được chứ cứ phải đến vào lúc này phiền chết đi được khuôn mặt lục diệp tràn đầy vẻ không vui mọi người khó nói được điều gì dù sao thì vẫn phải dựa vào bác sĩ để cứu người lục diệp nhìn thoáng qua điền kề được đưa tới nhẹ giọng nói ừ nhìn như chảy khá nhiều máu nhưng thật ra chỉ là bị một vết cắt trên lưng rồi ngất đi mà thôi không có gì đáng ngại Giang Sách cau mày. Bác sĩ Lục, tình huống của Điền Kê hẳn là không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Cậu ta? Giang Sách chưa kịp nói xong, Lục Diệp đã liếc mắt nhìn anh một cái, anh là ai? Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Dương Tuấn Thiên trừng mắt với Giang Sách, mày còn ngại hại Điền Kê chưa đủ ác hay sao hả? Nơi này không chào đón mày, cút cho tao. Lục Diệp cũng nói, tránh ra, tránh ra, đừng quấy rầy tôi phân tích tình trạng bệnh Bất đắc dĩ, Giang Sách có kiến giải nhiều hơn nữa cũng không có cơ hội để bày tỏ. Anh đành thở dài rồi xoay người rời đi. Lục Diệp yêu cầu y tá đưa bệnh nhân vào phòng mổ, dọn dẹp sạch sẽ trước, sau đó yêu cầu Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân đợi bên ngoài. Tiếp theo, Lục Diệp tiến hành giải phẫu cho Điền Kề dựa theo ý nghĩ của chính mình. Vết thương ở sau đầu là nguy kịch nhất, cần phải được khâu lại trước, sau đó chính là Sau một loạt các thao tác khoảng một giờ trôi qua, cuộc giải phẫu đã hoàn toàn kết thúc. Lục Diệp bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nói, được rồi, ca mổ kết thúc, các người có thể vào xem rồi. Khoảng 5 sau phút nữa anh ta sẽ tỉnh lại, sau khi trở về, đừng để cho anh ta vận động mạnh. Đói chết tôi rồi, tôi đi ăn trưa trước. Lục Diệp trực tiếp rời đi. Đến cổng bệnh viện, anh ta gặp Giang Sách đang hút thuốc. Lục Diệp trợn trắng mắt, còn cố ý dùng cánh tay đẩy lưng Giang Sách, đẩy Giang Sách ra. Chó ngoan không cản đường. Anh ta vênh váo bỏ hai tay vào túi, Giang Sách dám vô lễ với anh ta trước mặt mọi người, một người ngoài nghề lại còn dám giảng giải y thuật trước mặt bác sĩ chủ trì như anh ta. Hai ha, đang coi thường ai vậy? Giang Sách mỉm cười lắc đầu, không để trong lòng. Anh lặng lẽ dựa vào cây cột ở lối vào bệnh viện hút một điếu thuốc. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Diệp cơm nước xong đã trở về, lại đi ngang qua bên cạnh Giang Sách. Lúc này đây, Giang Sách chủ động mở miệng. "Bác sĩ Lục, ha, nếu anh không làm được thì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ đợi anh ở đây." Lục Diệp nở nụ cười, "Tôi tìm anh, anh là cái thá gì chứ? Sao không tự soi mình vào nước tiểu đi, đúng là hồ đồ." Chương 479, sống lại cho tôi. Tuổi còn trẻ đã là bác sĩ điều trị chính, Lục Diệp có tiếng là thiên tài, đương nhiên có một mặt kiêu ngạo như thế này. Người kiêu hãnh ngạo mạn như anh ta sao có thể đi mời một người thường, hỗ trợ như thế được." Lục Diệp quay người bước vào trong, Giang Sách lại ở phía sau nói một câu khiến cho người ta chẳng thể hiểu nổi, "Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa, nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời thì anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa." Lục Diệp bật cười khi nghe thấy điều này. "Không bao giờ tỉnh lại nữa? Ha ha, theo tính toán của Lục Diệp, lẽ ra bây giờ Điền Kề đã thức dậy từ lâu rồi." ngoại trừ bên ngoài có hơi suy yếu thì hẳn là không có ảnh hưởng gì quả lớn. Dù sao chỉ bị cắt một cái lỗ, hôn mê bất tỉnh mà thôi, có gì mà lấy làm kinh hãi. Cho nên anh ta không hề để tâm đến những lời của giang sách. Tuy nhiên, khi anh ta vừa trở lại bệnh viện, Dương Tuấn Thiên đã vội vàng chạy tới, lo lắng nói, bác sĩ Lục, không phải anh nói 5 phút nữa người sẽ tỉnh sao? Sao nửa tiếng trôi qua rồi mà người anh em của tôi vẫn ngủ say không tỉnh chứ? có việc này ư lục diệp cau mày nhanh chóng đi theo anh ta vào phòng bệnh vừa đến trước giường bệnh lục diệp tinh tường phát hiện các dấu hiệu sinh tồn của điền kệ đều rất yếu ớt không những không tỉnh lại được mà nếu cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa người ta sẽ chết tại sao có thể như vậy không thể nào lục diệp vô cùng kinh hãi lập tức yêu cầu y tá đưa điền kê vào phòng mổ lần nữa sau khi kiểm tra chính xác phát hiện dấu hiệu sinh tồn của điền kê càng ngày càng yếu Vấn đề là, ngoài vết thương trên trán, dường như không có vấn đề nào khác. Tại sao người đó không thể thức dậy mà ngày càng tồi tệ hơn? Lục Diệp vội vàng cao tại cào má. Nếu người này bị bác sĩ là anh ta giết chết, anh ta nên giải thích như thế nào với người nhà bệnh nhân đây? Một vết thương nhỏ có thể chết người ư? Ai sẽ chấp nhận một lý do như vậy? Lục Diệp càng nghĩ đến đây, trong lòng càng nôn nóng, càng sợ hãi nếu Điền kề chết rồi thì mọi thứ sẽ trở nên ẩm ý, thanh danh sẽ thậm tệ. Không được, anh không thể chết được. Sống lại cho tôi. Lục Diệp liều mạng lắc mạnh cơ thể của Điền Kê, nhưng càng lắc mạnh, hơi thở của Điền Kê lại càng yếu. Từ góc độ này, có thể không đến 20 phút nữa, Điền Kê sẽ chết. Làm sao bây giờ? Đang lúc vô cùng luống cuống tay chân, Lục Diệp chợt nghĩ đến người đàn ông đang hút thuốc ở cổng bệnh viện Giang Sách có vẻ như những gì Giang Sách vừa nói hoàn toàn phù hợp với các triệu chứng hiện tại của bệnh nhân. Ẳng lẽ Giang Sách không nói nhảm, mà quả thật đã nhìn ra điều gì đó. Đến bây giờ, Lục Diệp đã không có thời gian để chậm rãi suy nghĩ nữa. Cứu người quan trọng hơn, hay nói cách khác, giữ gìn thanh danh quan trọng hơn. Anh ta lao ra khỏi phòng phẫu thuật ngay lập tức, mặc kệ Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân hỏi gì, cứ chạy thẳng về phía cổng bệnh viện may mắn thay người đàn ông vẫn ở đó lục diệp chạy tới chỗ giang sách thở hồn hển nói anh có cách cứu anh ta sao giang sách gật đầu được tôi tin anh một lần đi theo tôi lục diệp lôi kéo giang sách định đi vào trong nhưng giang sách không gấp không vội mà nói trước tiên chuẩn bị cho tôi áo blau trắng hơn nữa nhất định phải trang bị cho tôi một cái khẩu trang a à, đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm thứ này Giang Sách bất đắc dĩ nói, bởi vì nếu không có những thứ này, Dương Tuấn Thiên sẽ không. Cho tôi vào phòng mổ và điều trị cho Điền Kê. Chương 480, thật là tuyệt. Một lúc sau, Lục Diệp bước vào phòng phẫu thuật cùng với một y tá cao to và dũng mãnh được trang bị đầy đủ vũ khí, Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân nhìn nhau, cả hai đều khó hiểu. Từ khi nào bệnh viện có một y tá cường tráng như vậy? Nhưng điều này không quan trọng điều quan trọng là tính mạng của điền Kể có được cứu hay không vào phòng ngủ và đóng cửa lại giang sách bước đến giường bệnh kiểm tra tình trạng của điền kề sau đó lấy ra một loạt ngân châm lục diệp khá cạn lời này chắc không phải anh muốn dùng thứ này cứu người đấy chứ ừm ừm cái gì mà ừm thứ đó cứu được người sao anh đừng có nói đùa với tôi được không giang sách thản nhiên nói nếu anh không muốn bệnh nhân chết thì câm miệng cho tôi Lục Diệp tức giận trừng mắt nhìn Giang Sách. Được, cho anh kiêu ngạo. Nếu anh có thể chữa khỏi cho bệnh nhân thì thôi, nếu anh không thể chữa khỏi thì, hừ, cho anh chịu hết. Trong phòng mổ vô cùng yên tĩnh. Giang Sách dùng ngân chậm tiến hành, thăm dò, nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể điên kê. Ở mặt ngoài, điền kê chỉ bị xước một lỗ nhưng thực chất là bị tắc nghẽn mạch máu não nhe. Là sinh ra trong quá trình va chạm. Tình trạng tắc nghẽn tràn ngập trong bộ não, nếu không được phân tán kịp thời thì không thể cứu chữa được bệnh nhân. Lục Diệp vẫn còn quá trẻ, nhìn nhận vấn đề chỉ nhìn ở bề nổi, nhưng không thể nhìn thấy những điều sâu xa hơn, vì vậy anh ta mới có thể chỉ nghĩ rằng bệnh nhân chỉ bị chảy xước. Sau một số thăm dò, Giang Sách đã tìm ra chính xác vấn đề của bệnh nhân và xác định chính xác vị trí tắc nghẽn. Sau đó đến bước quan trọng nhất phân tán. Giang Sách dùng ngân châm để phân tán hết máu tụ trong não điền kề và tán vào bên trong kinh mạch, lượng máu thừa được thoát ra ngoài qua chiếc kim bạc cắm vào sau đầu. Cảnh tượng này vô cùng kỳ diệu, các bác sĩ và y tá có mặt tại đây cũng phải sướng sờ. Hóa ra y học Trung Quốc cũng có thể có được thủ nghệ tinh xảo như vậy. Thật là tuyệt. Dưới châm cứu điều luyện của giang sách, chỗ tắc nghẽn cuối cùng cũng tiêu tan, rửa giấy sạch sẽ, sau đó giang sách dùng ngân châm để khơi thông các đại huyệt trên cơ thể điền kê. Đảm bảo máu chảy thông thuật, không xuất hiện tình huống nghẽn lại với nhau. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Giang sách cất ngân châm đi, thản nhiên nói, 10 phút nữa, anh ta sẽ tỉnh lại. Nói xong, Giang sách quay người rời khỏi phòng phẫu thuật. Anh cúi đầu đi vội vàng qua bên cạnh Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân vì sợ bị nhận ra. Trong phòng giải phẫu, Lục Diệp nhanh chóng yêu cầu y tả tiến hành kiểm tra chi tiết cho bệnh nhân, kết quả thật mỹ mãn, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang hồi phục, cảm nhận trực quan nhất là hỗ hấp của bệnh nhân trở nên đều đặn và ổn định anh ta thở ra một hơi dài cuối cùng cũng được cứu nếu điền kề chết trong tay của anh ta thì danh tiếng của lục diệp rất có thể sẽ bị đập tan lúc này dương tuấn thiên và lâm mộng vân đang đứng nhìn từ ngoài cửa đều không dám đi vào lục diệp cười vẫy tay với bọn họ vào đi bệnh tình đã ổn định chẳng mấy chốc bệnh nhân sẽ hồi phục hai người bước vào sau khi kiên nhẫn chờ đợi vài phút quả nhiên điền kề đã mở mắt ý thức cũng đã khôi phục cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi. Dương Tuấn Thiên lập tức nắm chặt bàn tay Điền Kê, người anh em tốt, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Sau đó anh ta chỉ vào Lục Diệp, Điền Kê, mau cảm ơn bác sĩ Lục, Lục Diệp đi. Nếu không nhờ có y thuật tuyệt diệu của bác sĩ Lục thì có lẽ hôm nay cậu đã chết trong bệnh viện rồi. Lục Diệp sướng sờ, mươi 481, nói cho mày biết, không có cửa đầu. Có vẻ như Dương Tuấn Thiên và những người khác đã nhầm tưởng rằng anh ta chính là người đã cứu Điền Kê. Phải nói ra tình hình thực tế sao? Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Lục Diệp quyết định không nói gì và thuận theo ý kiến của họ. Vì một khi sự thật được nói ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Vị bác sĩ thiên tài trẻ tuổi, vậy mà lại mắc sai lầm trong chẩn đoán và suýt giết chết bệnh nhân, bị buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của một bác sĩ nghiệp dư chẳng ai biết tên mới có thể cứu sống bệnh nhân. Loại tin tức này chắc chắn có thể lên đầu đề. Một khi sự việc bị vạch trần, cuộc đời của Lục Diệp sẽ tiêu tùng. Trong tương lai, khi bình bầu chức danh, thăng chức tăng lương đều không liên quan gì đến anh ta. Vì vậy, tuyệt đối không thể nói ra tình hình thực tế. Dù sao Giang Sách cũng không muốn người khác biết là anh đã cứu Điền Kê, cho nên Lục Diệp thuận thế chiếm lấy mỹ danh này, có vẻ cũng không có vấn đề gì nhỉ. Lục Diệp cười nói, "Hai cứu người vốn là việc nên làm của bác sĩ chúng tôi, không cần thiết phải cảm ơn. Không, 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 cần chứ. Ánh mắt điền kề chân thành nói, bác sĩ Lục, anh đã cứu mạng tôi, anh là cha mẹ tái sinh của tôi, sau này tôi nhất định sẽ hậu tả cho anh. Ai, khách khí, khách khí rồi. Đang khi Lục Diệp không biết liêm sỉ mạo nhận công lao của giang sách, các y tá khác đều tỏ ra coi thường. Tuy nhiên, Lục Diệp vừa ném qua một ánh mắt, các y tá này liền cúi đầu sợ hãi. Ở bệnh viện này, thanh danh và địa vị của Lục Diệp đều vượt xa mấy y tá nhỏ này. Nếu bạn họ dám nói nhảm, Lục Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến họ, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, họ đều giả vờ như mình không biết gì. Dưới ngàn ăn vạn tả của đám người Dương Tuấn Thiên, lòng hư vinh của Lục Diệp đã được thỏa mãn ở mức độ lớn nhất. Ngay sau đó, dương tuấn thiên đưa điền kề xuất viện khi đi ngang qua cửa bệnh viện bọn họ nhìn thấy giang sách đang hút thuốc điền kề quay mặt đi chỗ khác cũng chẳng muốn liếc nhìn anh một cái nếu không có giang sách cậu ta sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ cậu ta suýt chút nữa đã mất mạng tất cả đều là do giang sách làm hại lại nói tiếp giang sách cũng vô cùng bất đắc dĩ rõ ràng anh là nạn nhân nhưng lại bị kẻ giết người nhìn với vẻ căm thù khiến anh cứ như là một tên sát nhân vậy dương tuấn thiên ở đằng kia lại buông lời châm chọc khiêu khích giang sách mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ điền kề chưa chết cậu ấy còn sống rất khỏe mạnh ha ha mày giết người không thành còn muốn đánh lừa bác sĩ nói cho mày biết không có cửa đầu ông trời có mắt để điền kề gặp phải tai ương lớn như vậy vẫn còn sống sót sự thật đã chứng minh rằng người tốt vẫn có điểm lành giang sách không biết nên cười hay nên khóc người tốt có điểm lành điền kề cậu ta thì tính là người tốt gì hả thi đấu thua tức giận rồi lái xe đâm người đây là người tốt sao anh cũng không nói nên lời dương tuấn thiên cuối cùng nói giang sách để tao nói cho mày biết ác giả ác báo mày hại tuổi tao sớm muộn gì cũng sẽ hại chính mình điền kề chúng ta đi anh ta dìu điền kề ra khỏi cổng bệnh viện và đi về phía bãi đậu xe lâm mộng vân bước đến gần giang sách và an ủi tính khí của tuấn thiên là như vậy đó nhìn thấy người anh em tốt của mình bị thương nên có chút kích động thôi anh đừng quá để tâm nhé giang sách lặng lẽ rít một hơi thuốc cười không nói gì để tâm nếu anh thật sự để tâm vậy anh sẽ không chọn giải cứu điền kề mà trơ mắt nhìn cậu ta chết đi rồi lâm mộng vân nói thêm ngoài ra tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh nếu hôm nay không nhờ có anh ra tay giải cứu tôi có lẽ tôi đã bị xe điền kề cán chết từ lâu rồi. Thành thật mà nói, vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lâm Mộng Vân đã cảm thấy không vui rồi. Giang sách xua tay, không cần cảm ơn, mục tiêu của điền kề là tôi. Cô vì tôi mà bị liên lụy, tôi cứu cô là việc phải làm. Anh quay người lại và dựa vào cột. Một làn khói thuốc phả ra, bay lên không chung theo làn gió. chương 482, lòng tốt không có báo đáp tốt. Trở lại trại huấn luyện, mọi thành viên trong đội đều đến gặp điền kề cậu ta có thể sống sót trở về xem như vạn hạnh trong bất hạnh vì có mối quan hệ tốt với điền kề nên thái độ của các thành viên trong đội đối với giang sách không được đẹp cho lắm theo bọn họ thấy điền kề lại trở thành như bây giờ đều là do giang sách làm hại cho nên khi mọi người nhìn thấy giang sách trong mắt đều hiện lên một tia bất mãn f tất cả đều cố tình quên đi sạch sành sanh chuyện điền kề lái xe đâm người nhìn thấy giang sách trở lại, không ai có sắc mặt hòa nhã. Nhìn xem, tên khốn kia còn không biết xấu hổ mà trở về, thật vô liêm sỉ. Hải anh điền kề thành ra như vậy, thật muốn cho anh ta mấy bạt tai. Nếu không phải vì mặt ông Lâm, tôi đã sớm cho anh ta biết mặt rồi. Đi thôi đi thôi, đừng ở quá gần loại người như vậy, ghê tởm. Giang sách đã bị mọi người cô lập. Không ai muốn nói chuyện với anh nữa, thậm chí đứng cạnh anh cũng cảm thấy khó chịu nhìn thấy cảnh này giang sách thật tình cũng không quá bận tâm ngay từ ngày đầu tiên anh đến đây đã đoán trước được rằng sẽ có kết quả như vậy dù sao một người mới cũng khó có thể hòa nhập vào một đoàn thể lâm mộng vân có chút không vui rõ ràng là giang sách rất lợi hại và rõ ràng giang sách mới là nạn nhân sao đám người này chẳng những không đồng tình với giang sách mà ngược lại còn xa lánh anh lâm mộng vân không nhịn được mà nói mấy câu thay cho giang sách kết quả không nói thì thôi vừa nói ra đã gây bùng nổ, mọi người càng ghét giang sách hơn. Toàn đội cô lập giang sách. Đối mặt với tình huống như vậy, giang sách chỉ mỉm cười và bước sang một bên. Mục đích đến đây của anh chỉ là tham gia cuộc đua đường núi vào 20 ngày sau. Về mối quan hệ với các thành viên trong đội thì cứ mặc kệ đi, dù sao sau này anh cũng không định ở đây lâu. Anh vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi huấn luyện thì Dương Tuấn Thiên đã đi tới và nói, xin lỗi, sân bãi đã bị người khác chiếm rồi hôm nay không có thời gian cho mày huấn luyện đâu, mày cứ đợi đi. Một lần chờ đợi này kéo dài 2, 3 tiếng đồng hồ. Mỗi khi một thành viên trong nhóm luyện tập xong, một thành viên khác sẽ lập tức theo sau, khiển giang sách hoàn toàn không có thời gian để luyện tập. Lâm Mộng Vân không thể chịu đựng thêm nữa, Dương Tuấn Thiên, các anh thật quá đáng. Dương Tuấn Thiên mỉm cười. Quá đáng, bọn anh mới làm chút chuyện ấy mà đã quá đáng rồi anh ta suýt chút nữa đã hại Điền Kề mất mạng, lại còn nói hưu nói vượn trong bệnh viện để quấy nhiễu bác sĩ. Việc anh ta làm còn quá đáng hơn. Dương Tuấn Thiên chỉ vào mũi của Giang Sách mà nói, tao nói thật với mày, bọn tao không hoan nghênh mày trong đội. Nếu mày nghĩ rằng mày không thể ở lại thêm nữa, mày có thể rời đi. Nói xong, anh ta tiếp tục huấn luyện với những người khác. Giang Sách lắc đầu, khẽ thở dài, xem ra hiểu lầm càng ngày càng sâu, không hóa giải được anh lặng lẽ bước sang một bên lúc này điền kề ngồi trên xe lăn và được một thành viên khác trong đội đẩy đến đây vết thương của điền kề vẫn chưa hoàn toàn bình phục vẫn cần một thời gian nghỉ ngơi vì vậy trong thời gian này đều ngồi trên xe lăn tĩnh dưỡng trước cậu ta vừa ngồi trên xe lăn vừa ăn thuốc bổ giang sách vừa liếc mắt nhìn một cái đã cau mày anh khuyên điền kê ăn ít mấy thứ thuốc bổ này đi chúng sẽ chỉ làm cho máu của cậu thêm khô nóng và đặc hơn điều này càng làm tăng thêm khả năng máu bị nghẽn muốn sống sót thì hãy ăn ít đi điền kề nở nụ cười giang sách anh còn muốn hại tối sao nói cho anh biết không có cửa đâu tôi đã sớm nhìn rõ thủ đoạn của anh rồi chẳng phải là thấy sau khi tôi ăn thuốc bổ sẽ nhanh chóng hồi phục hơn sao tôi nói cho anh biết anh càng không cho tôi ăn tôi lại càng muốn ăn lâm mộng vân đi tới thuyết phục điền kề anh đừng ở mỹ Y thuật của Giang Sách rất cao. Minh, anh đã quên bệnh của ba tôi đã được anh ấy chữa khỏi rồi sao? Nếu anh ấy đã bảo anh ít ăn những loại thuốc bổ này thì nhất định có lý của anh ấy. Điền Kê, anh ngoan ngoãn đi, đừng bướng bỉnh. Điền Kê khinh thường nói, tôi không biết y thuật của anh ta có cao minh hay không, nhưng tôi biết rõ lòng anh ta rất bẩn. Điền Kê vừa nói vừa há mồm ăn một lượng lớn thuốc bổ, nhai trong miệng. Cậu ta vừa nhai vừa nói, Cô Lâm giang sách có thể thực sự biết rất nhiều về y học nhưng lòng giả quá dơ bẩn cố ý nói mấy lời này chỉ vì không muốn bệnh tình của tôi thuyên giảm chỉ muốn tôi chết cô nói đi tôi làm sao có thể tin lời của một người như vậy nếu tôi tin anh ta không phải tôi thành kẻ ngốc rồi ư giang sách khá là bất đắc dĩ nếu anh thực sự muốn điền kệ chết nào cần phải sử dụng những thủ đoạn thấp kém như vậy anh chỉ cần không làm gì và ở một bên quan sát là có thể khiến cho điền kề chết rồi lòng tốt không có báo đáp tốt đó cũng là lần đầu tiên giang sách cảm thấy như vậy dương tuấn thiên bước đến mỉa mai nói mộng vân em cũng đừng nói chuyện với giang sách suốt ngày nữa người không biết còn tưởng hai người có quan hệ gì đó với nhau cũng nên lâm mộng vân choáng váng cô ta tức giận nói dương tuấn thiên anh nói vậy là có ý gì Hi hi, không có ý gì cả. Anh chỉ khuyên em giữ mình trong sạch, phụ nữ phải có sự dè dặt. Của phụ nữ. Dương Tuấn Thiên. Bởi vì trước đây Lâm Mộng Vân và Giang Sách từng rất thân thiết, hơn nữa trong khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn lên tiếng bênh vực Giang Sách nên trong lòng Dương Tuấn Thiên rất khó chịu. Chương 483, Lục Diệp buồn phiền kinh khủng. Ý tưởng của anh ta rất đơn giản, thông qua phép khích tướng này để khiến Lâm Mộng Vân tỉnh ngộ nhưng lại biến khéo thành vụng. Lâm Mộng Vân không những không, tỉnh ngộ, mà ấn tượng của cô ta về Dương Tuấn Thiên thậm chí còn tệ hơn. Không phải cô ta không biết Dương Tuấn Thiên thích cô ta, theo đuổi cô ta. Lý do khiến cô ta mãi mà vẫn chẳng chịu đồng ý là vì Lâm Mộng Vân không có hảo cảm với Dương Tuấn Thiên cho lắm. Lần này thì hay rồi, Dương Tuấn Thiên nói những lời này trực tiếp khiến Lâm Mộng Vân nảy sinh ác ý với anh ta. Mấy người còn đang già mồm, đột nhiên, sắc mặt của Điền Kề thay đổi gần như trong tích tắc, khuôn mặt của Điền Kề giống như bị bàn ủi ủi qua vậy, nó đỏ rực, cả hai tròng mắt gần như lồi ra ngoài. Bịch, Điền Kề trực tiếp rơi từ trên xe lăn xuống đất, co quắp tay chân rồi bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh còn giải rác thuốc bổ chưa ăn xong. Điền keo, sự thay đổi đột ngột khiến Dương Tuấn Thiên giật nảy mình. Anh ta lập tức chạy đến để giúp Điền Kề. Giang sách cao mày, cái gì gọi là không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt chứ chính là thế này. Điền kề không nghe theo lời giang sách mà cứ nằng nặc muốn ăn thuốc bổ. Kết quả ăn quá nhiều, vốn dĩ máu đã dễ bị tắc nghẽn, bây giờ sau khi ăn xong thì máu lại đặc hơn, chẳng mấy chốc đã tắc lại. Nếu không được xử lý kịp thời, người có thể tử vong. Giang sách bước tới, nói, để tối chữa trị cho cậu ta. Nếu bây giờ xử lý thì còn có thể chữa khỏi. Cút! Dương Tuấn Thiên hét thẳng vào mặt giang sách, bớt ở đây mèo khóc chuột, giả từ bị đi mày chỉ ước gì Điền Kệ trở thành như thế này thôi, đúng không? Nói rồi, anh ta lập tức nhấc Điền Kệ và đi về phía ô tô. Ngay khi Giang Sách định đuổi theo, Dương Tuấn Thiên lập tức nói với các thành viên trong đội, "Chặn anh ta lại cho tôi. Đừng để anh ta đến bệnh viện quấy rối nữa." "Vâng." Một nhóm lớn các thành viên trong đội chạy đến ngay lập tức và ngăn Giang Sách, không cho anh theo đến bệnh viện. Giang Sách khá là bất đắc dĩ. Y tốt của anh bất kể hiềm khích trước đây vẫn muốn chữa bệnh cho Điền Kề, kết quả lại đổi lấy một kết cục như thế này, thật là nực cười. Thành thật mà nói, mạng người lớn hơn trời. Hơn nữa mạng sống này còn thuộc về đội xe. Để báo đáp sự tin tưởng của ông Lâm, Giang sách dự định dù bên kia có nói gì đi chăng nữa thì cũng phải cứu sống Điền Kê. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, thật khó để nói rằng có thể cứu được tính mạng của Điền Kê hay không. Trời làm bậy còn có thể sống, nhưng tự làm bậy thì không sống được nếu đây là sự lựa chọn của bọn họ giang sách không cần thiết phải đóng vai một người hiền lành như thế này mãi nữa anh quay người ngồi xuống không nói tiếng nào chỉ chống tay lên lưng ghế bên cạnh nhấc chân lên rồi lặng lẽ nhìn trời như đang chờ đợi một điều gì đó nếu đến nhanh còn có thể cứu nếu đến chậm vậy hai giang sách không nghĩ về nó nữa mọi thứ đều do số phận ở một diễn biến khác dương tuấn thiên lập tức lái xe đưa điền kề đến bệnh viện cũng giống như lần trước lần này anh ta vẫn yêu cầu lục diệp phẫu thuật sau khi nhìn thấy bệnh nhân lục diệp cảm thấy trong lòng lộp bộp có chút bất an anh ta nhìn quanh rồi hỏi chỉ hai người thôi sao dương tuấn thiên gật đầu chỉ hai chúng tôi tôi nhớ lần trước khi đi cùng anh còn có một người đàn ông khác mà sao lần này anh ta không đến dương tuấn thiên giải thích ý anh là giang sách không phải lần trước anh ta đến đây. Muốn phá dối, nói năng lỗ mãng với anh, suýt chút nữa đã khiến phẫu thuật chậm trễ rồi sao? Thế nên lúc này đây tôi không cho anh ta đến, miễn cho anh ta gây phiền phức. Ồ, ra vậy. Trên chán lục diệp đổ mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Lần bệnh trước thật ra là giang sách chữa khỏi, lục diệp anh ta hoàn toàn không giúp đỡ được gì. Lần này giang sách không tới, anh ta sẽ chữa trị như thế nào? Anh ta nhìn bệnh nhân, trái tim treo ngang. Anh ta vẫn không tin, căn bệnh mà ngay cả một bác sĩ nghiệp sư còn có thể chữa khỏi, người chuyên nghiệp như anh ta còn không thể chữa được. Chờ ở đây, Lục Diệp cho người đưa Điền Kề vào phòng phẫu thuật, sau đó bắt đầu điều trị. Dương Tuấn Thiên thở phào nhẹ nhõm ngồi ở cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Nếu lần trước Lục Diệp có thể chữa khỏi bệnh cho Điền Kê thì hẳn là lần này cũng không có chuyện gì. Chỉ là anh ta không rõ vì sao Điền Kề đột nhiên tái phát. Lúc này, anh ta nghĩ đến lời của Giang Sách, ăn ít thuốc bổ. Dương Tuấn Thiên nhanh chóng lắc đầu, không thể nào, tên khốn Giang Sách đó làm sao có thể nói tốt cho Điền Kề được chứ. Nhất định là anh ta đã bỏ thứ gì đó không thể ăn trong thuốc bổ của Điền Kê rồi. Ừm, nhất định là như vậy. Khi anh ta đang suy nghĩ lung tung, Lục Diệp đang điều trị cho Điền Kề trong phòng mổ. Tuy nhiên, anh ta cầm con dao mổ, đứng trước giường suốt 5 phút đồng hồ mà vẫn không hề động đậy. Không phải anh ta không muốn trị liệu, mà là không có cách nào bắt đầu. Lục Diệp khá lúng túng khi phát hiện anh ta hoàn toàn không biết chỗ máu tụ của bệnh nhân đâu, thậm chí ngay cả những máy móc tối tân nhất cũng không thể chẩn đoán hết được. Cho dù là chẩn đoán ra được, với trình độ của Lục Diệp mà muốn khơi thông tốt chỗ máu tụ là điều hoàn toàn không có khả năng. Lần này, xấu hổ rồi. Lục Diệp nhìn điền kề trên bàn mổ mà muốn khóc không ra nước mắt. Anh nói xem anh đã hết bệnh rồi sao không thể an phận chút được chứ? Ăn uống bừa bãi dẫn đến tai phát, thế chẳng phải là bẫy người ta sao? Nếu không thể chữa khỏi cho điền kê, hại cậu ta chết rồi thì anh ta không chỉ mang tiếng xấu mà chuyện mạo nhận trước đó cũng cũng rất dễ bị lộ ra ngoài. Lục Diệp buồn phiền kinh khủng. chương 484, đùa gì mà vui vậy? Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Lục Diệp bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Dương Tuấn Thiên lo lắng đi tới, hỏi, bác sĩ Lục, người anh em của tôi, cậu ấy thế nào rồi?" Lục Diệp cúi đầu, khó có thể mở miệng. Anh ta ho khan một tiếng, thay vì trả lời lại hỏi, "Thế, bây giờ Giang Sách anh ta đang ở đâu?" "Giang Sách, bác sĩ Lục, anh hỏi Giang Sách làm gì vậy?" "Anh chỉ cần cho tôi biết người đàn ông đó đang ở đâu là được rồi." "À, Giang Sách vẫn đang ở sân huấn luyện." "Được, tôi biết rồi." Lục Diệp không nói gì cả, trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Mặc nguyên áo blau trắng lái xe thẳng tới sân huấn luyện Chưa đầy 10 phút, anh ta đã đến nơi Giang sách Lục Diệp hấp ta hấp tấp đi tới Nói với Giang sách Giang sách, Điền Kê sắp chết rồi Sao anh còn có thể yên ổn ngồi ở đây được thế Giang sách thở ơ hỏi Mạng của Điền Kê sắp không còn nữa rồi Bác sĩ Lục, với tư cách là bác sĩ điều trị chính Lẽ ra anh là người điều trị mà, không phải sao Tại sao không ở bệnh viện mà lại chạy đến tìm tôi Giang Sách, Lục Diệp nhìn xung quanh, nói nhỏ bên tai anh, chuyện trước đó anh cũng không phải không rõ. Bệnh của Điền Kề tôi không trị được, chỉ có anh mới có thể chữa khỏi. Thế nên, Giang Sách, anh phải trở về với tôi một chuyến. Nếu quá muộn, mạng người sẽ không còn nữa. Giang Sách xua tay, không được. Không được. Ừm, với tình hình hiện tại của tôi, Dương Tuấn Thiên sẽ không để tôi điều trị cho Điền Kề. Lục Diệp trở nên lo lắng, bọn họ là anh em tốt. Làm sao có thể không cho anh trị liệu? Dù sao cũng chỉ có Dương Tuấn Thiên tới tìm tôi, nếu không, tôi sẽ không đến bệnh viện. Cái này, Lục Diệp vò đầu, nghiến răng nghiến lợi rời đi, quay lại tìm Dương Tuấn Thiên. Nếu tính mạng của Điền Kê không còn nữa, Lục Diệp với tư cách là bác sĩ điều trị chính có thể sẽ mất việc. Anh ta không dám bất cẩn trong chuyện này. Vừa trở lại bệnh viện, Dương Tuấn Thiên đã tiến đến hỏi, "Bác sĩ Lục, anh đi đâu vậy?" tính mạng của người anh em tôi bây giờ thế nào rồi lục diệp bất đắc dĩ đành phải nói ra sự thật dương tuấn thiên tôi không giấu diếm anh nữa thực ra lần trước không phải tôi chữa khỏi cho điền kề mà là giang sách lúc này đây muốn cứu điền kề thì phải đến tìm giang sách với khả năng của tôi thì không thể làm được dương tuấn thiên chết lặng giang sách lần trước chính giang sách là người đã chữa khỏi bệnh cho điền kế anh ta chỉ vào mũi lục diệp nói vậy lần trước anh còn giả vờ làm sôi đuôi lớn làm gì lục diệp nhún vai tôi giả vờ gì đâu tôi cũng không có chủ động thừa nhận mình chữa khỏi bệnh cho điền kề cơ mà không phải đều là mấy người tự vẽ ra sao liên quan gì đến tôi loại bản lĩnh không biết xấu hổ này cũng là năng lực dương tuấn thiên giống lên vậy phải làm sao bây giờ lục diệp nở nụ cười không phải tôi đã nói rồi sao đi tìm giang sách chỉ có giang sách mới có thể chữa khỏi cho Điền Kề, có thể cứu mạng của anh ta." Dương Tuấn Thiên siết chặt nắm đấm. "Đùa gì mà vui vậy? Anh ta coi giang sách như kẻ thù truyền kiếp của mình, bảo anh ta tìm giang sách. Vậy còn khó chịu hơn là giết anh ta. Không thể nào. Không thể nào, vậy thì tính mạng của người anh em của anh không thể cứu được nữa. Đến lúc đó anh đừng đổ hết trách nhiệm cho tôi." Lục Diệp đút tay vào túi, vênh váo bỏ đi bây giờ vấn đề đều dồn hết cho Dương Tuấn Thiên rồi, không liên quan gì đến anh ta nữa. Anh ta không quan tâm bệnh nhân sống hay chết, anh ta chỉ quan tâm danh tiếng của mình có thổi hay không. Bây giờ cho dù bệnh nhân có chết thì anh ta cũng có thể trốn tránh tất cả, thế nên không quan tâm nữa. chương 485, tất cả đều là chó má. Dương Tuấn Thiên bước vào phòng mổ và nhìn chầm chầm vào điền kề trên bàn mổ. Anh ta nghiến răng kêu ken két, muốn tôi đi cầu xin giang sách hư? ha ha không thể nào điên kê đừng trách người làm anh như tôi hung ác cho dù cậu có chết tôi cũng tuyệt sẽ không để cho giang sách tới cứu cậu tôi nghĩ cậu nhất định cũng không muốn giang sách cứu cậu đúng không trái tim của dương tuấn thiên đã ác độc đến một mức độ nhất định tình anh em gì tất cả đều là chó má anh ta thà hy sinh người anh em mình còn hơn là từ bỏ tư thái mà cầu xin sự giúp đỡ của Giang Sách. Ở phía bên kia, trong sân huấn luyện, Giang Sách vẫn dựa vào lưng ghế, khoanh chân nhìn trời xanh. Đếm thời gian, sắp không xong rồi. Anh thở dài ngao ngán. Hai, Dương Tuấn Thiên ơi Dương Tuấn Thiên, anh thà hy sinh một điền kề cũng không chịu tới cầu xin tôi giúp đỡ. Nên nói anh quá cao ngạo, hay là nói anh quá độc ác? giang sách đứng dậy và đi về phía xe lâm mộng vân bước tới hỏi giang sách vừa rồi tôi thấy bác sĩ lục diệp hình như đang tìm anh chuyện gì thế giang sách cười khổ thở dài chữa bệnh bác sĩ lục kêu anh đi chữa bệnh nhất thời không nói rõ được lên xe đi giang sách lái xe chở lâm mộng vân đến bệnh viện vào bệnh viện và đến phòng mổ giang sách vừa định đi vào dương tuấn thiên liền cản đường anh mày muốn làm gì Tao gọi mày đến đây à? Nơi này không chào đón mày, mày cút khỏi đây cho tao, mày có nghe thấy không? Giang sách chưa kịp lên tiếng, Lâm Mộng Vân đã tức giận mắng mỏ, Dương Tuấn Thiên, anh An phận chút cho tôi. Dương Tuấn Thiên sững sờ, Mộng Vân, em có ý gì? Có ý gì, anh còn không rõ sao? Anh thà rằng nhìn điền kề chết còn hơn để cho giang sách chữa trị cho anh ta. Cứ luôn miệng anh em tốt, thế mà anh lại làm những việc như thế sao? Dương Tuấn Thiên lắp bắp, em, em biết rồi ư. Giang sách lắc đầu và tiếp tục đi vào trong. Dương Tuấn Thiên thẹn quả hóa giận, đè chặt bả vai Giang sách, hôm nay tao cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Dù thế nào tao cũng không thể cho mày vào trị bệnh cho điền kê. Một khi con người trở nên điên cuồng thì họ có thể làm bất cứ điều gì. Sự ghen tị và thù hận của Dương Tuấn Thiên dành cho Giang Sách đã ngấm sâu vào xương tủy của anh ta anh ta cũng không thèm quan tâm đến việc điền kề có chết hay không nói chung không cho giang sách trị liệu là được nhưng mà những gì giang sách đã quyết định làm làm thế nào anh ta có thể ngăn cản cho được giang sách không hề bị lay chuyển tiếp tục đi về phía trước mày còn dám đi ư có tin tao dương tuấn thiên chưa kịp nói xong giang sách đã bóc cổ dương tuấn thiên và cắm thẳng vào giữa ghế sắt của bệnh viện không vào được cũng chẳng ra được anh tạm thời an phận chút đi Giang sách cất bước đi vào phòng phẫu thuật, theo ước lượng của anh thì không còn bao nhiêu thời gian, không có chỗ cho những lời cầu nhau. Anh trực tiếp lấy ngân châm ra tiến hành chữa trị. Nửa tiếng đồng hồ sau, Giang sách bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mặt bình thản. Như thế nào, Lâm Mộng Vân lo lắng hỏi. Giang sách chỉ nói ba chữ, không sao rồi. Xong việc, rứt áo ra đi, ẩn sâu công nước cùng danh vọng. Cũng giống như lần trước giang sách không cần điền kề biết sự thật sau khi chữa bệnh xong bèn rời đi giang sách có thể không quan tâm nhưng lâm mộng vân thì không thể cô ta không thể chịu đựng thêm tình trạng này nữa vì vậy cô ta trực tiếp đi vào phòng bệnh đến trước giường bệnh của điền kề ngay sau khi điền kề tỉnh lại cô ta đã nói ra chân tướng điền kề anh tỉnh rồi à điền kề sờ sờ đầu hơi chóng mặt lần này lại là bác sĩ lục cứu tôi đúng không Lâm Mộng Vân lắc đầu, không, trên thực tế, người vẫn luôn cứu anh là Giang Sách. Chương 486, anh ta vô cùng khó chịu. Tại cửa phòng phẫu thuật, Dương Tuấn Thiên, người bị kẹt đầu vào ghế, không dễ dàng gì mới nhấc đầu ra ngoài được, tình cờ gặp Điền Kề đã hồi phục và Lâm Mộng Vân. Điền Kề, cậu, khỏe rồi à? Vốn dĩ Điền Kề luôn khúm núm với Dương Tuấn Thiên, bây giờ nhìn thấy Dương Tuấn Thiên, trong ánh mắt chỉ tràn ngập vẻ chán ghét thậm chí hận không thể đi lên cho anh ta hai bạt tai dương tuấn thiên rất khó chịu khi nhìn thấy loại ánh mắt này điền kê khàn giọng nói dương tuấn thiên tôi không sao rồi có phải anh mất hứng lắm đúng không dương tuấn thiên sửng sốt một chút sau đó nặn ra một nụ cười nói làm sao có thể chứ chúng ta là anh em tốt cơ mà cậu có thể bình phục tôi vui còn không kịp sao có thể mất hứng được anh em ha ha Điền kê nổi giận mắng, tôi đều biết tất cả sự thật rồi, anh còn giả bộ cái gì? Sự thật, cậu biết sự thật gì? Dương Tuấn Thiên liếc nhìn Lâm Mộng Vân, trong lòng có linh tính không tốt, nói, Điền kê, cậu đừng nghe lời nói bậy bạ của người khác mà ảnh hưởng đến tình anh em giữa chúng ta. Tình anh em cái chó má gì? Điền kê chỉ vào Dương Tuấn Thiên, anh thà nhìn ông đây chết cũng không chịu nhờ Giang Sách ra tay cứu tôi. Nếu không phải có sự kiên trì của Giang Sách, tôi đã chết ngất rồi còn tình anh em đó là cách anh đối xử với anh em của anh sao dương tuấn thiên cứng họng anh ta thật sự không ngờ lâm mộng vân lại kể cho điền kề nghe mọi chuyện càng không ngờ điền kể lại tin điều đó anh ta càng hận giang sách càng muốn đề phòng giang sách lại càng bị giang sách khống chế anh ta vô cùng khó chịu giờ mọi chuyện đã bại lộ dương tuấn thiên cũng không có ý định che giấu điều gì nói thẳng tao không để cho giang sách cứu mày đó vậy thì sao Mày chỉ là một đội viên bình thường với tính mạng rẻ mạt. Mày có thể làm gì được tao? Cái đuôi của con cáo cuối cùng cũng lộ ra. Điền kề nói, Dương Tuấn Thiên, có câu nói, ác giả ác báo. Anh đợi đấy, có lúc anh sẽ phải khóc thôi. Nói xong, cậu ta rời khỏi bệnh viện với sự giúp đỡ của Lâm Mộng Vân. Khi đi ngang qua người Dương Tuấn Thiên, Lâm Mộng Vân cũng hung tợn chừng mắt nhìn anh ta, hận Dương Tuấn Thiên đến tận xương tủy. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Tuấn Thiên lại là một tên lưu manh nhỏ nhen như vậy. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân, trái tim của Dương Tuấn Thiên càng bốc lửa. Một người là thằng đàn em của anh ta, người còn lại là người phụ nữ anh ta thích. Bây giờ đàn em phản bội anh ta, người phụ nữ anh ta thích lại ghét anh ta, tất cả những điều này đều do Giang Sách hết. Giang Sách ơi Giang Sách, đây là do mày ép tao. Vốn dĩ tạo không định lấy mạng của mày đâu, nhưng nếu mày đã quá đáng như vậy, vậy thì đừng trách tạo nhẫn tâm. Cổng bệnh viện, Giang sách vẫn đứng bên cạnh cây cột, dựa vào cây cột với điếu thuốc trên tay. Nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, hai người một nam một nữ đi tới bên cạnh anh, chính là Điền Kê và Lâm Mộng Vân. Điền Kê nhìn Giang sách, tràn đầy cảm xúc ái náy. Phịch một tiếng, cậu ta quỳ mạnh xuống trước mặt Giang sách, lớn tiếng nói to hai chữ, xin lỗi. Giang sách giật mình, vội vàng đưa tay đỡ cậu ta dậy. Cậu đang làm gì đấy? Điền kề ấy náy nói, anh Giang, tôi thật là chó cắn lá động tân, không phân rõ được lòng người tốt. Tôi muốn lái xe đâm chết anh, anh lại không kể những hiểm khích trước đây mà cứu mạng tôi. Tôi nói năng lỗ mãng với anh, xúc phạm anh, xa lánh anh, nhưng anh vẫn lấy ơn báo oán, cứu mạng tôi lần thứ hai. Thật nực cười là, tôi cứ luôn cho rằng chính Lục Diệp đã cứu tôi điều nực cười hơn nữa là tôi lại coi loại xúc vật như Dương Tuấn Thiên là anh em tốt. Tôi sai rồi. Anh Giang, từ hôm nay trở đi, anh chính là đại ca của tôi. Mạng của tôi là do anh ban tặng, tôi sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì anh, quyết không chối từ. chương 487, người đang gọi là Mộc Dương nhất. Trải qua việc này, cuối cùng Điền Kê cũng nhận ra đúng sai. Người nào tốt, người nào xấu xa, vẫn có thể nhìn nhận rõ ràng. Giang sách mỉm cười gật đầu, được rồi, hiện tại tôi có một việc cho cậu làm. Anh Giang, xin anh cứ nói. Ừ, tôi muốn cậu sau khi trở về sẽ tính dưỡng thật tốt, phơi nắng, đừng ăn uống bừa bãi, đặc biệt đừng ăn thuốc bổ gì đó nữa. Mắt điền kệ đỏ hoe. Nếu cậu ta làm theo lời khuyên của Giang sách sớm hơn, làm sao có thể gặp đau khổ của ngày hôm nay? Cậu ta gật đầu một cách trịnh trọng, tỏ vẻ đã biết hai người đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại di động của giang sách vang lên người đang gọi là mộc dương nhất nếu không có việc trọng đại mộc dương nhất sẽ không gọi điện thoại cho giang sách cuộc gọi lúc này cũng đủ cho thấy đã xảy ra chuyện giang sách bước sang một bên alo đại ca em đã tìm thấy tiểu điệp mà lần trước anh đã yêu cầu em tìm tiểu điệp là người phụ nữ mà em trai ruột của chủ tịch giải trí bá khổng tôn vĩnh trinh tôn tại ngôn để ý nhất vì người phụ nữ này mà anh ta từ bỏ vị trí gia chủ, thậm chí đoạn tuyệt với ba mình. Chính vì sự tồn tại của tiểu điệp mà tồn tại ngôn mới có thể bị Tôn Vĩnh Trinh điều khiển hết lần này đến lần khác. Giang sách yêu tài. Anh rất muốn thu tồn tại ngôn vào dưới chứng mình, và tiểu điệp là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Giang sách nói với Lâm Mộng Vân và Điền Kê, tôi tạm thời có chuyện cần giải quyết, sẽ không trở về cùng hai người. Nói xong, anh vội vàng rời đi. Một tiếng đồng hồ sau, khu vực Giang Nam, văn phòng người tổng phụ trách khu 3. Giang Sách đang ngồi trên ghế văn phòng, Mộc Dương Nhất đứng bên dưới. "Đại ca, tài liệu ở đây." Mộc Dương Nhất giao một bộ tài liệu đã tập hợp những thứ có liên quan đến tiểu điệp tới. Giang Sách vừa lật xem vừa nghe Mộc Dương Nhất kể lại tình hình cụ thể. "Theo điều tra mấy ngày nay, em đã điều tra rõ tình hình của tiểu điệp rồi." Cô ấy vốn là một vũ công, tên ban đầu của cô ấy là Lương Điệp, hoa danh là Tiểu Điệp. Năm đó, sau khi yêu đương với Tôn Tại Ngôn, ước hẹn bỏ trốn, kết quả bị ba của Tôn Tại Ngôn bắt được, âm thầm đưa đến Nam Thành, bán cho một tổ chức hoạt động thế giới ngầm Thủy Vân Thiên. Bề ngoài, Thủy Vân Thiên là một tổ chức điều hành các quán bar, cây TV và các địa điểm giải trí khác. Trên thực tế, bọn họ đã bí mật tiến hành các cuộc đấu giá bất hợp pháp chỉ có những thứ đáng giá để họ bán, không có gì họ không dám bán. Đó là kênh ngầm mà người ta nói. Sau khi tiểu điệp bị bán đi, vai trò chính là tham gia vào quá trình đấu giá. Chật, nói trắng ra, nó tương đương với một đội cổ vũ trong trận đấu bóng rổ, đặc biệt dành cho những quý ông giàu có vui vẻ. Dừng lại một chút, Mộc Dương nhất có chút khó xử mà nói, Thủy Vân Thiên là một tổ chức phức tạp với thực lực mạnh mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Em vẫn chưa thăm dò được kẻ làm chủ đằng sau họ là ai. Đại ca, em cảm thấy tổ chức này thật không đơn giản. Lương điệp rơi vào tay bọn họ, muốn giải cứu thì không dễ dàng chút nào. Sắc mặt Giang Sách trầm lại, tất nhiên anh biết nhiệm vụ này khó khăn như thế nào, nhưng càng có tính khiêu chiến thì anh càng thấy hào hứng. Gặp khó mà lên là việc Giang Sách thích làm nhất. Nam Thành, Thủy Vân Thiên. Có vẻ như tôi cần phải tự mình đến đó một chuyến rồi chương 488, cô chính là tốt ở điểm này. Ban đêm, khi về đến nhà, Giang Sách nói với Đinh Mộng Nhiên rằng anh phải rời nhà vài ngày, đến Nam Thành công tác. Cụ thể là mấy ngày thì không chắc chắn. Đinh Mộng Nhiên bĩu môi, rất không vui. Bởi vì nó có nghĩa là họ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài và phải chịu đựng nỗi. Tương tự, sau khi hòa hợp khoảng thời gian này, Đinh Mộng Nhiên đã nảy sinh cảm giác ỉ lại rất mạnh vào Giang Sách. Cô không nỡ rời xa anh, đặc biệt là trong thời gian dài như vậy, thật khó có thể chấp nhận được. Anh nhất định phải đi sao? Đinh Mộng Nghiên bịn dịn hỏi. Giang sách không còn cách nào khác. Nếu có thể lựa chọn, anh cũng không muốn rời xa Đinh Mộng Nghiên. Nhưng tình hình hiện tại là như vậy, nếu anh không đi Nam Thành, làm sao có thể giải cứu tiểu điệp? Mộng Nghiên, anh hứa với em, anh sẽ trở về càng sớm càng tốt. Hừ, mặc dù Giang sách đã nói như vậy, nhưng đinh mộng nhiên vẫn rất không vui buổi tối khi đi ngủ đinh mộng nhiên đều quay lưng về phía giang sách ngậm miệng mặc cho giang sách có dỗ dành cổ như thế nào cô cứ không vui là một người phụ nữ cô có tính khí chỉ có ở phụ nữ giang sách đang nghĩ cách làm cho đinh mộng nhiên trở nên vui vẻ thì đột nhiên một cuộc điện thoại vội vã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm đinh định định đinh định định muộn như vậy sẽ là ai đây Giang sách vừa cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là Tân Uẩn gọi tới. Đinh Mộng Nhiên cũng nhìn thấy cái tên đó, hầm hè nói, giỏi lắm Giang sách, đã muộn như vậy rồi mà vẫn có phụ nữ gọi điện thoại cho anh. Nói đi, Tân Uẩn này là ai? Chật, Giang sách nhất thời không nói nên lời, giải thích như thế nào mới tốt đây? Không phải trước đây anh học y với ông cụ Tân Tử Dân sao? Tân Uẩn chính là con gái út của Tân Tử Dân, cũng là người đứng đầu nhà họ Tân hiện tại, là người đứng đầu nhân trị. Đinh Mộng Nghiên hỏi, em không quan tâm cô ta là ai, em chỉ muốn biết tại sao cô ta lại gọi cho anh muốn như vậy. Anh cũng không biết mà. Bắt máy, để chế độ loa ngoài, em muốn nghe xem con hồ ly tinh này rốt cuộc muốn làm gì. Hũ sấm của Đinh Mộng Nghiên đã bị đánh đổ hoàn toàn. Giang Sách cũng khá bất đắc dĩ, vừa trả lời điện thoại vừa bật loa ngoài. Thật ra anh cũng rất muốn biết Tân Uẩn gọi điện muộn như vậy là có ý gì. Kết quả là ngay khi vừa kết nối điện thoại, đầu dây bên kia đã chuyển đến âm thanh vội vàng có hơi nức nở của Tân Huẩn, giang sách, bây giờ anh có rảnh không? Đến nhà tôi một chuyến được không? Tân Huẩn là một cô gái có tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, cô ấy sẽ không dễ dàng bị cảm động chứ đừng nói đến việc khóc lóc. Nếu cô ấy như thế thì chứng minh nhất định đã có chuyện lớn xảy ra. Đinh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, hồ ly tinh, cố tình tỏ vẻ đáng thương đêm hôm khuya khoát còn muốn chồng của người khác đến nhà mình thật không biết xấu hổ giang sách thở dài anh truy vấn đã xảy ra chuyện gì sao đã muộn rồi để ngày mai tôi qua được không giang sách cũng cảm thấy không thích hợp buổi tối anh là một người đàn ông đã thành ra lập nghiệp đến nhà một cô gái chưa chồng sắp cưới cô nam quả nữ nói ra thật không dễ nghe chút nào huống chi đinh mộng nhiên đã ghen thành thế này rồi sao anh dám đi kết quả Tân Uẩn nghẹn ngào nói, ba tôi, ông ấy. Nói đến đây, Giang sách nhíu mày, cảm thấy không đúng. Ông cụ Tân bị sao rồi? Ba tôi bị người ta bắt cóc rồi. Thế này thì mọi chuyện đang nghiêm trọng rồi. Giang sách nói thẳng, đừng gấp, ở nhà chờ, tôi chạy tới ngay đây. Nếu chỉ là một chuyện bình thường, Giang sách sẽ không quan tâm. Nhưng Tân tử dân đã bị bắt cóc, việc này khá là nghiêm trọng. Dù nói thế nào đi chăng nữa, một thân y thuật của Giang Sách đều được Tân Tử Dân truyền thụ. Tân Tử Dân là sư phụ của Giang Sách, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Về tình về lý, Tân Tử Dân bị bắt cóc, Giang Sách phải chạy đến giải cứu ông ấy. Ninh Mộng Nhiên cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, thu hồi tính khí của mình, trực tiếp thúc giục, chuyện rất nghiêm trọng, Giang Sách mau đi xem một chút, đừng để xảy ra tai nạn gì. Cô chính là tốt ở điểm này cho dù trước đó có đang nổi giận hay ghen tuông thế nào đi chăng nữa, một khi gặp phải những chuyện nghiêm túc, Đinh Mộng Nhiên sẽ trở nên rất tập trung, tuyệt đối sẽ không cản trở Giang Sách. Giang Sách hôn lên trán Đinh Mộng Nhiên một cái, mặc áo khoác và bước ra ngoài. Giang Sách, hăm, Đinh Mộng Nhiên khẽ cắn môi, ngàn lời vạn chữ hội tụ thành hai chữ cẩn thận. Anh biết rồi, ra khỏi nhà, lái xe như bay trên con đường tráng nhựa. Chẳng bao lâu sau, Giang Sách đã đến nơi vừa xuống xe đã thấy Tân Uẩn vội vàng đi tới. Hai người gặp nhau. Chương 489, xuất phát cùng nhau. Tân Uẩn đưa Giang Sách vào phòng sau, sau đó đóng cửa ra vào và cửa sổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang êm đẹp, làm sao mà ông cụ Tân lại bị bắt cóc được? Tân Uẩn đưa cho Giang Sách bức thư do bọn bắt cóc gửi. Trước đó tôi đã từng nói với anh, ba tôi phải rời khỏi khu vực Giang Nam một thời gian để mua dược liệu, trên thực tế, nơi ông ấy đến là Nam Thành, một nơi danh giới giữa ánh sáng và bóng tối đan sen. Nam Thành, lại là Nam Thành. Giang sách cao mày, xem ra anh và Nam Thành có một nút thắt cần phải giải quyết. Tân Uẩn tiếp tục, trước đây ba tôi cũng đã từng đến đó, lần nào cũng 10 ngày nửa tháng đã quay trở lại rồi. Nhưng lần này đi quá lâu, cứ luôn bận việc. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn gọi điện thoại cho ba tôi. Trước đó thì còn bắt máy, nhưng mấy ngày gần đây lại không nhận điện thoại nữa. Buổi tối hôm nay, lại có người gửi những bức thư này đến đây, tôi mới biết được ba tôi đã bị người ta bắt cóc rồi. Giang sách mở lá thư ra và xem nó một cách cẩn thận. Trong thư có ghi địa chỉ và thời gian rất chi tiết, yêu cầu Tân Uẩn giao 500 vạn tiền mặt đến địa điểm đã định vào thời gian đã định theo yêu cầu trong thư. Sau khi bên kia nhận được tiền, họ sẽ thả người ngoài ra những kẻ bắt cóc còn đưa ra một số bức ảnh và vật dụng mà tân tử dân mạng theo bên người tất cả những bức ảnh đó đều là ảnh tân tử dân bị trói có mấy bức ảnh còn dính máu ở khóe mắt những bức ảnh và vật phẩm này đủ để cho thấy tân tử dân bị bắt cóc thật chứ không phải chuyện đùa cuối cùng những kẻ bắt cóc đưa ra một đoạn theo thông lệ không được gọi cảnh sát nếu không sẽ giết con tin sau khi đọc hết nội dung giang sách đặt lá thư xuống và hít thở sâu vài hơi Tân Uẩn hỏi, "Giang Sách, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên gọi cảnh sát hay nên chuẩn bị sẵn tiền để đưa qua?" Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ chọn cách gọi cảnh sát. Nhưng Giang Sách thì khác, thân là chiến thần Tu La, là người tổng phụ trách khu vực Giang Nam, anh là chỉ huy tối cao. "Báo cảnh sát ư? Ừ. Xin lỗi, anh biết đủ rồi, không cần gọi cảnh sát." Giang Sách xua tay, "Cô không cần gọi cảnh sát, nếu đối phương có thể tìm được cô, bọn họ nhất định sẽ giảm sát cô một cách chặt chẽ một khi cô gọi cảnh sát con tin nhất định sẽ bị giết hơn nữa giang sách có thể chắc chắn rằng những kẻ bắt cóc đã biết về việc anh đến đây nhưng không quan trọng thân phận thật sự của giang sách tin rằng những kẻ bắt cóc sẽ không biết tân uẩn nôn nóng nói vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị tiền và gửi đến đó theo thời gian và địa điểm ư giang sách lại lắc đầu không được nếu hoàn toàn làm đúng như những gì những kẻ bắt cóc nói đối phương lấy được tiền rồi thì làm sao chúng có thể đưa con tin trở lại đó chẳng phải là bàn giao ra manh mối lớn nhất rồi sao lựa chọn của hầu hết những kẻ bắt cóc sau khi lấy được tiền chính là giết con tin nếu làm như những gì bọn bắt cóc nói kết quả duy nhất sẽ là mất cả người lẫn tiền bình thường tân uẩn rất bình tĩnh gặp chuyện không chút hoang mang nhưng hôm nay sau khi gặp phải sự việc như vậy cô ấy không thể bình tĩnh được nữa. Toàn thân cô ấy như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng. Giang sách điềm tĩnh nói, như vậy đi, đúng lúc tôi có việc đi Nam Thành, ngày mai sẽ xuất phát. Bên ngoài là tôi đi công tác, bên trong thì âm thầm thực hiện kế hoạch giải cứu. 500 vạn, tôi đi đưa, trong quá trình đưa tiền, tôi sẽ tìm cách giải cứu ông cụ Tân. Tân Uẩn gật đầu, vậy tôi đi lấy tiền ngay lập tức. Giang sách xua tay, không cần, 500 vạn, tôi có. Hả, nhưng đó là tiền của chính anh mà. Đừng nói mấy thứ này nữa, cứu người quan trọng hơn, cô rút tiền quá chậm, tôi chuẩn bị sẽ nhanh hơn. Ngừng một chút, Giang sách lại nói thêm, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tóm cổ cả bọn trong lúc đang giao dịch, dùng mạng sống của kẻ bắt cóc để đổi lấy mạng sống của ông cụ Tân. Nếu có thể giải cứu ngay tại chỗ thì không còn gì tốt hơn. Tân Uẩn gật đầu, được, tôi sẽ đặt hai vé ngày mai chúng ta xuất phát cùng nhau xuất phát cùng nhau giang sách sửng sốt một chút chuyện này rất nguy hiểm nơi như nam thành bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng thực chất lại vàng thau lẫn lộn không phải là nơi một cô gái như cô nên đến tân uẩn nói không được tôi không đợi ở nhà được muốn tôi ở lại nhìn anh chạy vậy vì gia đình chúng tôi thì tôi càng khó chấp nhận lần này tôi phải đi cùng tân uẩn quyết tâm muốn đi giang sách cũng không còn cách nào từ chối tân tử dân dù gì cũng là ba của cô ấy giang sách nói cô có thể đi nhưng chúng ta phải có cam kết tạm thời trên đường đi cô phải nghe lời tôi và không được tự tiện hành động có thể sau khi bàn bạc xong mọi chuyện tân uẩn lập tức đi đặt vé đường sắt cao tốc giang sách thì gọi điện thoại cho mộc dương nhất alo đại ca có chuyện gì vậy vé đi nam thành ngày mai không cần đặt cho tôi nữa đã có người đặt cho anh rồi được Ngoài ra, giúp anh chuẩn bị 500 vạn tiền mặt và gửi đến nhân trị vào sáng sớm ngày mai. 500 vạn, tiền mặt, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Mộc Dương nhất biết rõ tính tình của Giang Sách, anh tuyệt đối sẽ không làm những việc vô ích, vì vậy không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào và ngay lập tức đồng ý. Giang Sách suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói, lúc này đây, bảo nhân mã cùng sư tử của 12 cung hoàng đạo âm thầm phối hợp hành động với tôi. Người của thần La Thiên Trinh thì điều một bộ phận đến Nam Thành. Sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Mộc Dương nhất bàng hoàng, đồng thời huy động 12 cung hoàng đạo, còn vận dụng cả thần La Thiên Trinh, xem ra Giang Sách thật sự có ý muốn giết người rồi. Đặc biệt lần này là Nhân Mã và Sư Tử, hai người có tác dụng rất đặc thù trong 12 cung. Để cả hai cùng hành động, ha ha, đối thủ chịu thiệt rồi. Đã hiểu, đại ca. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Giang Sách cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Tần Uẩn bước vào nói, được rồi, tôi đã đặt hai vé đường sắt cao tốc rồi. 9 giờ sáng mai, xuất phát từ Ga Đông, trực tiếp đến Nam Thành. chương 490, đúng vậy, chỗ ngồi là của mình. Mưa phùn rơi tí tách, tí tách, đập mạnh vào khung cửa sổ hưu quạnh. Tân Uẩn cả đêm không ngủ được, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Bởi vì ngày mai phải đi tàu cao tốc cho nên hiện tại không ngủ cũng không sao, ngày mai có thể lên xe ngủ bù quan trọng nhất là, Tân Uẩn hoàn toàn chẳng có lòng dạ nào mà đi ngủ. Vẫn chưa biết Tân Tử Dân bây giờ thế nào. Sống hay chết? Cho dù còn sống, nhất định cũng đã bị tra tấn đến mức không còn hình người rồi cũng nên nhỉ. Trong đầu cô ấy hiện lên hàng loạt vấn đề, cô thở dài thường thượt vì lo cho sự an toàn của ba mình. Mất đi anh trai, cô ấy không còn chịu được nỗi đau mất cha. Giang sách hoàn toàn khác. Anh đang ngồi trên ghế, nghiêng người tựa lưng vào ghế, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của anh, anh biết giấc ngủ đầy đủ và nghỉ ngơi thoải mái quan trọng như thế nào. Mệt mỏi sẽ rất khó thắng trận. Trước trận chiến khốc liệt, bồi bổ tinh thần là chuyện vô cùng cần thiết. Cả hai đã trải qua một đêm dài với những suy nghĩ khác nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng đã có người mang đến một cái vali lớn, cũng không nói bên trong là cái gì, mà chỉ bảo giang sách ký nhận. Giang Sách cũng không thèm nhìn, bỏ vali vào cốp xe. Tân Uẩn tò mò hỏi, "Giang Sách, trong vali có cái gì thế?" "500 vạn," Giang Sách nói thật. Tân Uẩn nuốt nước bọt. "500 vạn, đây chắc chắn là một khoản tiền không hề nhỏ, lại còn nói lấy là lấy, tài phú của Giang Sách quả thật không thể xem nhẹ." Thực ra, Tân Uẩn chỉ biết rằng Giang Sách và anh trai của cô ấy đã từng trong quân đội, còn những bối cảnh khác thì cô ấy hoàn toàn không biết gì vì vậy cô ấy khá ngạc nhiên khi thấy Giang Sách có thể dễ dàng lấy ra 500 vạn tiền mặt như vậy. Nhiều tiền như thế, ngay cả Tân Huẩn cũng không phải muốn lấy là lấy. Ăn chút gì đi, một lát nữa sẽ xuất phát. Giang Sách tự tay nấu nướng và chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Ăn no thì mới có sức để làm việc. Tân Uẩn cũng thực sự đói bụng. Đối với bữa sáng mà Giang Sách tự tay làm cũng không cần ai phải nói gì. Cô ấy đã tự mình ăn từng miếng từng miếng sau khi ăn uống, trải đầu rửa mặt, chuẩn bị xong mọi thứ, bọn họ chính thức lên đường. Giang sách chờ Tân Uẩn đến ga tàu cao tốc, sau đó đẩy vali qua cửa soát vé và vào phòng chờ. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, chuyến tàu cao tốc đến Nam Thành cuối cùng cũng đến. Cả hai đi theo đám đông, vượt qua đội ngũ xếp hàng dài rồi lên xe. Giang sách liếc nhìn tấm vé. D6103, toa xe 05, số 06 đi, ghế hạng nhất. Do ghế hạng 2 đã bán hết, chỉ còn ghế hạng nhất đắt hơn và ít người mua nên vẫn còn ít chỗ. Như vậy là tốt rồi, ghế hạng nhất cũng thoải mái. Sau khi đợi tàu cao tốc dừng và mở cửa, giang sách để cho Tân Uẩn lên tàu trước, sau đó anh sách vali theo sau. Đi đến toa xe số 05. Hai người lần lượt đi trên một lối đi rộng 1 mét, tìm được chỗ ngồi của mình số 06 đi. Điều đáng xấu hổ là đã có người ngồi vào chỗ của bọn họ. Ghế 06 đi và 06C cũng như hai ghế bên cạnh, có tổng cộng 4 tên đàn ông vạm vỡ, xăm trổ rồng hổ. Cả đám đều uốn, nhuộm tóc, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì. Tân Uẩn nhìn vào vé xe của mình rồi nhìn vào số ghế. Đúng vậy, chỗ ngồi là của mình. Chương 491, anh ta chiếm chỗ của tôi rồi. Cô ấy nói chuyện khá lịch sự, "Thưa anh, ngại quá, đây là chỗ ngồi của tôi, anh ngồi nhầm ghế rồi đúng không?" người đàn ông trên ghế tựa như bị điếc không thèm để ý đến cô ấy chỉ dựa vào lưng ghế mà nhìn ra ngoài cửa sổ người đàn ông bên cạnh cũng phất lờ tân uẩn và coi cô ấy như không khí tân uẩn cau mày trong lòng giấy lên một ngọn lửa không tên cô ấy hét lớn anh dì ơi đây là chỗ ngồi của tôi xin hãy tránh chỗ âm thanh to lớn đã thu hút sự chú ý của tất cả những người trên toa xe đương nhiên nó cũng thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi trên ghế tầm mắt của gã cũng thu về từ cửa sổ quay lại nhìn tân uẩn nói với giọng điệu bất thiện cái gì mà chỗ ngồi của cô tôi đã mua vé rồi anh mua vé thì tự đi tìm chỗ ngồi của chính anh đi chứ đây là chỗ ngồi của tôi gã đàn ông cười khẩy hai tiếng con đàn bà thối đừng có cho mặt mũi mà không cần cút nói xong gã tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ tân uẩn vừa vội vừa tức cô ấy đã đi tàu cao tốc không biết bao nhiêu lần đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Làm sao có người không biết xấu hổ như thế chứ? Cô ấy chỉ vào gã đàn ông và nói, anh có tránh hay không? Gã đàn ông thậm chí không nhìn cô ấy một chút nào. Anh! Tân Uẩn tiến lên một bước, kết quả là mấy người đàn ông ở ghế bên cạnh đồng thời đứng dậy. Cả đám căng cơ, trợn mắt, như thể sắp nuốt chừng Tân Uẩn vậy. Một trong số đó còn nói dư tợn, một đàn bà thối, đại ca Sơn Tiêu của bọn tao bảo mày cút, mày không nghe thấy sao? Hay là muốn mấy anh em bọn tao dạy dỗ mày một chút, cho mày biết cút đi như thế nào hả? Tân Uẩn lùi lại một bước theo bản năng. Từng gặp người không phân rõ phải trái, nhưng chưa bao giờ thấy người không phân rõ phải trái đến mức này. Đám người này ỉ đông hiếp ít, mấy gã đàn ông hợp sức lại bắt nạt một cô gái trẻ tuổi. Mẹ nó, thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lúc đầu, những hành khách khác trên toa xe này còn muốn bênh vực cho công lý, nhưng vừa thấy đối phương có nhiều người như vậy, cả đám đều có bộ dạng cao lớn thô kệch, tất cả đều sợ hãi xoay mặt đi, nhìn cũng không dám nhìn. Thời buổi này, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bọn họ không thể trêu vào. Động tĩnh trên toa xe đã thu hút sự chú ý của các tiếp viên. "Thưa cô, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiếp viên mỉm cười hỏi. Tân Uẩn ngay lập tức chỉ vào người đàn ông có biệt danh Sơn Tiêu kia, anh ta chiếm chỗ của tôi rồi. Thưa cô, vui lòng xuất trình vé trước. Đây, tiếp viên tiếp nhận và xem xét, quả nhiên ghế mà Sơn Tiêu đang ngồi là của Tân Uẩn, điểm này không hề nghi ngờ. Vì vậy, tiếp viên nói với Sơn Tiêu, thưa anh, chỗ ngồi này không phải của anh, xin anh hãy trở lại chỗ ngồi của mình. Sơn Tiêu khinh thường nói, tôi cũng mua vé rồi, dựa vào đâu mà đưa chỗ cho cô ta chứ không cho tôi. Vậy Thưa anh, xin vui lòng xuất trình vé của anh." Sơn Tiêu nóng nảy ném tấm vé nhàu nhĩ xuống bàn, Tiếp viên mở ra nhìn, cười nói, "Thưa anh, chỗ ngồi của anh ở số 12C toa 16, ghế hạng hai." "Chỗ ngồi này không phải của anh, xin anh hãy rời đi." Ghế hạng hai mà lại đi giành lấy ghế hạng nhất của người khác, đồ vô liêm sỉ. Tuy nhiên, điều đáng xấu hổ hơn cả là Sơn Tiêu vẫn cực kỳ không quan tâm đến hành vi của mình gã không những không tránh ra mà còn gác chân lên bàn ăn, liếc mắt nhìn nữ tiếp viên, bây giờ tôi buồn ngủ rồi, cô không được quấy dày tôi nữa, nghe không? Không chỉ Tân Uẩn chịu không nổi mà cô tiếp viên cũng có chút khó chịu. Cô ấy quát lớn, thưa anh, xin hãy hợp tác với chúng tôi và rời khỏi chỗ ngồi này. Sơn Tiêu hờ hứng, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Có vẻ như chỗ ngồi hôm nay, anh ta không có ý định nhường rồi. chương 492, rất khó sao. Tân Uẩn thật không biết phải nói gì, vốn dĩ chuyện của ba đã đủ khiến cô ấy đau đầu, không nghĩ lên tàu rồi còn gặp phải chuyện bị chiếm chỗ thế này, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Nhân viên cũng có chút nóng nảy, nhiều lần khuyên bảo, đứng trên hành lang nói tầm 10 phút. Lời hay ý đẹp gì cũng nói hết rồi, nhưng Sơn Tiêu vẫn không mảy may ngó tới. Tùy cô nói sao cũng được, ông đây không nghe thấy. Bất đắc dĩ, nhân viên đành xoay người nói với Tân Uẩn, "Thưa cô, thật sự xin lỗi vì đã để cô đứng đợi ở chỗ này, mời cô đến ghế hạng 2 ở đằng kia ngồi nghỉ ngơi một lát. Ghế hạng 2 Tân Uẩn quả thực không còn gì để nói, cô ấy bỏ ra một số tiền lớn, kết quả lại bắt cô ngồi ghế hạng 2. Có nhầm không hả, bảo tôi đi ư. Nhân viên giải thích, cô không nên tức giận, tạm thời đành phải khiến cô chịu ấm ức một lát, chờ anh đây chịu nhường chỗ, hoặc là chờ sau khi anh ấy đứng lên, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cô, cô thấy có được không? sắp xếp thế này chỉ có hai chữ vớ vẩn tân uẩn nổi giận tôi bỏ tiền ngồi ghế hạng một dựa vào đầu bắt tôi ngồi ghế hạng hai vì sao tôi phải an phận chịu thiệt anh ta chiếm chỗ tôi không nói lý nhưng vẫn được hời à mấy người làm ăn thế hả nhân viên thật sự quẫn bách muốn chết anh ta nghiêm mặt nói thưa cô cô đừng nên nói vậy đây là tình huống đặc biệt thôi cô cũng nên thông cảm cho công việc của chúng tôi chứ tân uẩn thật sự cảm thấy rất buồn cười tình huống đặc biệt gì vì sao tôi phải thông cảm cho công việc của mấy người hiện tại tôi là người bị hại mấy người không giúp người bị hại cũng thôi đi lại còn để phần tử không hợp pháp nhởn như ngoài vòng pháp luật đây là chuyện gì hả nhân viên phục vụ thở dài cô gái tôi có thể hiểu được chỗ khó của cô nhưng tình huống trước mắt như vậy thật sự không còn cách nào lúc này giang sách vẫn im lặng không nói gì đi tới lạnh nhạt nói một câu không có nhân viên bảo vệ sao tra khảo toàn bộ đám người bọn họ, sau khi tới trạm kế tiếp, trực tiếp liên lạc với cục cảnh sát dẫn đi không phải được rồi à? Rất khó sao? Nhân viên phục vụ có chút không vui, thưa anh, chúng tôi có chế độ và điều lệ riêng, không cần anh đến dạy chúng tôi phải làm gì. Giang sách tiếp tục nói, vậy cái gọi là cách làm việc của mấy người, là để người ghế hạng 2 chiếm chỗ của người ghế hạng nhất, bắt người ngồi ghế hạng nhất phải chịu ấm ước nhường ghế cho người ghế hạng 2 ư. Không có nguyên tắc như thế à? Thưa anh, mong anh chú ý dùng từ." Giang Sách khẽ lắc đầu, thật ra ngay từ đầu anh không hề định quản việc này, dù sao tình huống như vậy nhất định sẽ có người chuyên nghiệp đến xử. Nhưng ai có thể ngờ rằng người chuyên nghiệp lại làm ra chuyện không hề chuyên nghiệp. Anh nhìn thoáng qua Sơn Tiêu, lạnh nhạt nói, "Vị trí là của tôi, cho anh 3 giây, cút." Giang Sách không định xin nhân viên phục vụ giúp đỡ, bởi vì nhân viên phục vụ thật sự không được tích sự gì, muốn cướp chỗ về còn phải xem chính bản thân mình thôi sơn tiêu nhíu mày anh ta chừng giang sách danh con mày vừa mới nói gì với tao lặp lại lần nữa xem từ trước đến nay chỉ có sơn tiêu anh ta bắt nạt người khác chưa từng có người khác bắt nạt anh ta một chữ cút kia của giang sách khiến sơn tiêu nổi giận nếu không phải đang trên tàu cao tốc chắc anh ta đã đá người ra ngoài rồi mấy tên đàn em của sơn tiêu đứng hết lên một đám cởi áo khoác lộ ra cánh tay săn chắc nhưng mà mấy thứ này ở trước mặt giang sách căn bản không đủ để mắt tới. chương 493, chỉ tiếc, giờ mới hiểu thì quá muộn rồi. Giang sách nhẹ nhàng nói, đã đến giờ, anh không biến thì tôi tiến anh cút. Hỗn sược, sơn tiêu vỗ bàn, mấy tên cấp dưới lập tức bổ nhào đến. Dám mắng lão đại bọn họ trước mặt mọi người, ha ha, muốn chết à. Một tên đàn em cua quả đấm vĩ đại, lao về phía mặt giang sách. Tân Uẩn nhìn thấy mà hết hồn, chưa từng thấy Giang Sách ra tay nên cô ấy cảm thấy lo lắng cho an toàn của Giang Sách, thậm chí cô ấy còn thấy vì mình nên mới khiến Giang Sách bị đánh. Nếu vừa rồi mình không kiên trì thì Giang Sách sẽ không bị. Hừm. Không đợi Tân Uẩn lo lắng xong, chỉ thấy Giang Sách vung tay lên tiếp quyền của đối phương, sau đó nhẹ nhàng tóm đối phương đến trước mặt mình. Sau đó xảy ra một màn khiến người xem khó mà quên được. Chỉ thấy Giang Sách khom lưng nhấc chân giống như là vận động viên bóng đá sút một quả vào khung thành, dùng hết sức, đá lên người đối phương, coi anh ta như bóng mà đá ra ngoài. Người nọ kên dên lăn ra ngoài lối đi qua lại hẹp dài, lại còn lăn tới tận cuối lối, va vào cửa. Mấy tên đàn em thấy một màn như vậy đều sợ ngây người. Sức lực này, con người thật sự có được à? Không đợi bọn họ phản ứng kịp, giang sách đã sách cả đám đến, giữ trên mặt đất, sau đó như đá phạt mà đá, một cước một người, mấy tên đàn em lần lượt bị giang sách đạp ra ngoài. Mấy tên đàn em đều bị sát hết đến cuối khoang xe, đụng vào nhau, xếp chồng lên nhau thành đống. Phải biết rằng, mấy người này đều có thân hình cường tráng, lăn lộn trong giới đã nhiều năm, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ai nấy đều có thể lấy một địch người. Nhưng đám bọn họ cộng lại cũng không đầu được với giang sách, không tới 10 giây đã bị giải quyết sạch. Thực lực giang sách quá mạnh, thấy mà dọa người sau cùng anh nhìn về phía Sơn Tiêu. Được chứng kiến thực lực của Giang Sách rồi, Sơn Tiêu vừa vội vừa sợ, anh ta cũng không phải lần đầu tiên chiếm chỗ, từ trước đến nay không ai dám phản kháng, cho dù phản kháng cũng sẽ bị cấp dưới của anh ta đánh cho nở. Hoa! Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, bởi vì anh ta chiếm chỗ mà cấp dưới bị coi thành bóng mà đá. Giang sách nhìn anh ta, cất giọng điệu lạnh lùng, anh rất thích ngồi chỗ này phải không? Xin lỗi nhé, nó là của chúng tôi, không thể cho anh. Nhưng tôi người lớn có lòng khoan dung, chỗ ngồi không thể cho anh, nhưng chỗ để hành lý thì có thể nhường cho anh. Hả, chỗ để hành lý? Sơn Tiêu ngẩn ra, căn bản không hiểu anh có ý gì, chừa chỗ để hành lý cho anh ta. Anh ta lại đâu có hành lý chứ. Nhưng rất nhanh, anh ta đã hiểu ý của Giang Sách. Chỉ thấy Giang Sách sách cổ áo Sơn Tiêu, trực tiếp nhấc anh ta khỏi chỗ ngồi, giống như người lớn sách con nít, không hề tốn nhiều sức một màn sau đó khiến cho cả khoang xe phải trợn mắt há hốc mồm. Giang sách dùng một tay sách cổ Sơn Tiêu, một tay cầm chân anh ta, thoáng dùng sức đã dơ Sơn Tiêu lên. Sau đó, Giang sách nhét cả người Sơn Tiêu vào vị trí để hành lý. Sơn Tiêu liều mạng phản kháng, nhưng bó tay, sức của anh ta so với Giang sách, giống như con kiến so với con voi, thật sự không đáng giá nhắc đến. Không đến 5 giây, cả thân thể Sơn Tiêu hoàn toàn bị nhét vào khoang hành lý, kẹt ở bên trong gào khóc chửi bậy thả tạo ra ngoài chó má mày thả tạo ra ngoài mày dám bất kính với tao mày cứ chờ đó chờ tao ra ngoài người thứ nhất tạo giết chính là mày mày giang sách nghe mà phiền giơ tay cầm cuộn băng rán sau vài đường khoa tay múa chân đã bịt được miệng sơn tiêu khiến anh ta muốn động cũng không động được muốn kêu cũng không kêu được hiện tại sơn tiêu đã hoàn toàn hiểu câu để lại vị trí hành lý, cho anh ta là có ý gì? Chỉ tiếc, giờ mới hiểu thì quá muộn rồi. Chương 494, đi rồi về ngay. Người trong khoang xe xem mà trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông này là ai? Bộ đội đặc chủng sao? Sức chiến đấu khủng bố quá đi. Nhân viên phục vụ thì càng kinh ngạc hơn. Hai người đang trò chuyện, cửa khoang xe mở ra, trưởng tàu đi tới, theo sau còn có một đám nhân viên bảo vệ. Trường tàu nhìn thoáng qua mấy người nằm trên mặt đất, lại nhìn sơn tiêu yên vị trong vị trí hành lý, giọng điệu phẫn nộ hỏi: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Nhân viên phục vụ sở tới mức hất cái nồi cho giang sách. Trường tàu, chỗ ngồi của anh đây bị chiếm, cho nên anh ta đánh cho đám người chiếm chỗ một trận. Chuyện là vậy à? Nghe qua hình như là vậy, nhưng chuyện xảy ra hoàn toàn khác cơ mà. Tân uẩn giận không nhịn được nói: rõ ràng là đám người này chiếm chỗ không chịu trả nói cả buổi bọn họ vẫn không thèm phản ứng nhân viên phục vụ còn xin chúng tôi chuyển vị trí đến ghế hạng hai chúng tôi thật sự không nhịn được mới ra tay hơn nữa là bọn họ ra tay trước là bọn họ nhào lên đánh trước mặc dù chân tướng là vậy nhưng trưởng tàu nhìn nhìn đám người mình đầy thương tích giọng điệu lạnh lùng tôi không quan tâm mấy người có bao nhiêu lý do nhưng đánh nhau trên tàu là không được đây là hành vi trái pháp luật mấy người biết không anh ta chỉ vào giang sách là anh ra tay đúng chứ theo tôi một chuyến trạm tiếp theo sẽ có cảnh sát dẫn anh đi cứ chuẩn bị đến cục cảnh sát định cư hơn nửa tháng đi nghe thế tân uẩn vừa nóng vừa giận rõ ràng cô ấy mới đúng người bị hại giang sách chỉ ra mặt thay cô ấy thôi vì sao kết quả thân là người bị hại nhưng lại phải chịu trừng phạt mà còn đám người chiếm chỗ thì có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật còn có thiên lý không hả tân uẩn nóng này nổi giận nói, mấy người thật không chịu nói lý. Rõ ràng có nhiều nhân viên bảo vệ, vừa rồi trực tiếp đến cưỡng chế dẫn người chiếm chỗ đi không phải là được rồi sao? Vì sao cứ phải chờ lớn chuyện mới đến, hơn nữa còn nhằm vào bên bị hại là chúng tôi. Lời nói này nhận được sự tán thành của đám người trong khoang xe. Đúng vậy, chuyện này là thế nào đây? Trường tàu cao mày, anh ta đích thân chỉ vào Tân Uẩn, chú ý cách dùng từ của cô. Nếu cô còn dám bất kính với tôi, Bất kính với nhân viên bảo vệ, đó chính là coi rẻ pháp luật, tôi cũng sẽ có thể dẫn cả cô đi." Anh Tân Uẩn lớn từng này, nhưng vẫn là lần đầu chịu ấm ức. Cô còn muốn tiếp tục nói lý, nhưng lại bị Giang Sách ngăn lại. Giang Sách mỉm cười nói với cô, "Cô ở đây nghỉ ngơi trước vài phút, tôi đi rồi về ngay." Đi rồi về ngay. Tất cả mọi người nhìn Giang Sách như nhìn kẻ ngốc. Đánh nhau bên trong khoang tàu, trưởng tàu tự mình dẫn nhân viên bảo vệ tới bắt anh trạm kế tiếp sẽ giao cho cảnh sát địa phương, ấy thế mà anh còn bảo đi rồi về ngay. Anh cũng thật ngây thơ. Tân Uẩn đương nhiên cũng nghĩ như vậy, cô ấy biết Giang Sách nhất định đang an ủi mình. Nhưng Giang Sách lại nói tiếp mấy chữ, tin tôi. Tin, chương 495, anh nên biết rõ vị trí của mình đi. Dưới tình huống người ngoài căn bản không tin Giang Sách có thể trở về, nhưng cuối cùng Tân Uẩn vẫn chọn tin Giang Sách. Chỉ vì người đàn ông này đã tạo nên quá nhiều kỳ thích, hơn nữa ở sâu trong nội tâm tân uẩn vẫn còn tình ý với giang sách khiến cô ấy luôn tin vào mỗi câu giang sách nói được tôi tin anh nhất định có thể trở về trường tàu nở nụ cười trở về ha ha đừng nghĩ nữa tôi mà thả anh ta về thì tôi chính là heo đi thôi dưới sự giám thị nghiêm mật của đám nhân viên bảo vệ giang sách bị áp giải đến một không gian trống dưới xe nơi này chuyên dùng để giam giữ phạm nhân lâm thời đến đây thì không thể đi ra Cửa khoang xe đóng lại. Trường tàu ngồi xuống, khinh thường nhìn Giang Sách, dám đánh nhau trên tàu. Ha ha, anh giỏi lắm, chờ ngồi tù đi. Giọng điệu Giang Sách bình tĩnh nói, đánh nhau cũng là bọn họ ra tay trước, sao chỉ bắt mình tôi. Trường tàu nở nụ cười, đánh thua đi bệnh viện, đánh thắng ngồi tù bóc lịch, anh không biết sao. Anh đã đánh hành khách thành cái như TSWs kia, tôi còn cần bắt bọn họ à? Thì ra còn có thể nói vậy à. Giang sách khẽ lắc đầu, tiếp tục nói thế không tính chuyện bọn họ chiếm chỗ sao. Còn gì đâu mà phải nhắc lại. Trường Tàu nói, anh phải biết rằng, hiện tại bọn họ là người bị hại, anh lại là người thi hành bạo lực. Nếu anh không ra tay, anh còn có lý, hiện tại anh từ có lý biến thành vô lý rồi, biết không? Giang sách bất đắc dĩ. Anh đưa ra câu hỏi cuối cùng, thế sơ suất của trường Tàu thì tính thế nào? Trường Tàu sửng sốt, sơ suất của tôi tôi thì sơ suốt cái gì? Giang sách nói, tàu hỏa, mỗi người một ghế, người với ghế có vị trí tương ứng. Anh thân là trưởng tàu nhưng không kiểm tra đúng chỗ, mặc kệ những người ngồi sai chỗ, đây không phải là sơ suất của anh sao? Còn nữa, rõ ràng tàu có đội ngũ nhân viên bảo vệ, nhưng anh lại làm như không thấy người chiếm vị trí của người khác, cứ chờ to chuyện anh mới chạy tới, đây không phải là sơ suất của anh, là trách nhiệm của anh sao? Người không biết ứng biến như anh, không có tư cách làm trưởng tàu. Tình huống có chút quẫn bách. To gan. Trưởng tàu dùng sức vỗ bàn đứng lên, chỉ vào mũi Giang Sách nói, anh có biết mình có thân phận gì không? Nói cho anh biết, hiện tại anh là tội phạm đấy. Một tên tội phạm, dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi, tôi có thể khiến tội danh của anh nặng hơn, khiến anh ngồi tù lâu hơn đó, anh biết không? Anh nên biết rõ vị trí của mình đi. Anh nói xem anh còn không biết tự lượng sức mình à? anh có tư cách gì mà chỉ trỏ tôi? Dám nói tôi không xứng làm trưởng tàu, ha ha, tôi không xứng, anh xứng chắc. Anh là cái thá gì? Anh rất khó chịu với tôi đúng không? Tới đi, anh có giỏi thì đuổi tôi đi thử xem. Mẹ kiếp, trưởng tàu hoàn toàn mất đi bình tĩnh, thậm chí có phần càn quấy. Đơn giản là vì giang sách trò chúng nỗi đau của anh ta. Giang sách thật sự không dám tin nhìn dáng vẻ trừng mắt chỉ trỏ của anh ta, trên thế giới còn có loại cán bộ này tồn tại thật khiến người ta thấy ghê tởm. Nhìn, nhìn cái gì hả? Còn 10 phút nữa là đến trạm kế tiếp rồi. Đợi đến trạm kế tiếp, tôi lập tức đưa anh đi. chương 496, đây là điển hình của kẻ vô lại. Trường tàu chẳng những không tức giận, ngược lại còn bị lời giang sách nói làm cho tức cười. Thân là trường tàu, có thể nói, anh ta là người lớn nhất trong này, ai cũng phải nghe lời anh ta nói lại còn muốn đưa anh ta đi dựa vào cái gì trường tàu cười khẩy nói người trẻ tuổi này có phải anh cho rằng mình có bản lĩnh có thể đánh nhau thì nghĩ rằng cả thế giới đều phải quay quanh anh phải không nói cho anh hay tai họa này anh có muốn tránh cũng không tránh được ca mặt mày giang sách vẫn không chút thay đổi lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ màu đen vứt ở trên bàn anh không nói một lời trường tàu sửng sốt làm gì vậy hối lộ à anh ta theo bản năng cầm cuốn sổ nhỏ lên, đồ vừa tới tay, trong lòng đã run lên, cảm giác hình như cuốn sổ đen này có hơi quen mắt, như đã từng thấy qua ở đâu rồi. Đợi đến khi anh ta mở cuốn sổ nhỏ ra mới giật mình kinh ngạc phát hiện, cuốn sổ này chính là chứng minh thân phận đặc thù chỉ có cán bộ cao cấp mới có. Trưởng tàu như anh ta, căn bản không có tư cách có được. Đây, trưởng tàu nhìn cuốn sổ, lại nhìn giang sách, nhất thời sắc mặt thay đổi, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác có thể có được chứng minh thân phận này, đã chứng tỏ người trẻ tuổi trước mắt này là một nhân vật lớn. Lại sâu chuỗi những lời giang sách nói trước đó, trường tàu càng ngày càng thấy chuyện không ổn, người trẻ tuổi trước mắt có khả năng thật sự không đơn giản như trong tưởng tượng của anh ta. Anh ta run rẩy mở cuốn sổ ra. Lúc thấy rõ ràng thân phận của giang sách, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người. Tổng phụ trách khu giang nam. So sánh với giang sách, trường tàu quả thực không bằng cả con kiến, anh ta ăn gan hùm mật gấu nên mới dám giam giữ giang sách phải không? Cạch, trường tàu lập tức đứng lên, cúi chào giang sách. Nhân viên bảo vệ xung quanh đều trợn tròn mắt, không rõ sự thay đổi bất thường này của trường tàu là sao. Giang sách giơ tay cầm lại cuốn sổ. Hiện tại, ai đi ai ở, biết rồi chứ? Câu hỏi của giang sách dọa trường tàu hồn lìa khỏi xác, anh ta liên tục gật. Đầu, tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết thân phận của ngài, nếu trước đó tôi biết thì tuyệt đối sẽ không biết trước giang sách cười khẩy nói nếu anh mà biết trước thì sao tôi còn có thể chứng kiến một màn hoang đường như vậy thân là trưởng tàu anh liên tục thất trách chắc là không muốn làm vị trí này nữa đúng không không tôi muốn làm tôi muốn làm muốn làm ư đầu óc trưởng tàu xoay chuyển rất nhanh anh ta cung kính nói tôi biết sai rồi ngài yên tâm hiện tại tôi lập tức đền bù sai lầm khiến ngài được hài lòng anh ta vung tay lên, nói với vài nhân viên bảo vệ, đi theo tôi. Trường tàu dẫn theo vài nhân viên bảo vệ rời đi, một lần nữa quay trở lại khoang xe 05. Lúc này đám người Sơn Tiêu đã giành lại chỗ ngồi, Tân Uẩn vẫn đứng tại chỗ, hiện tại cô ấy đã không cần chỗ ngồi, cô ấy chỉ để ý đến việc giang sách có sao không. Nhìn thấy trường tàu nổi giận đùng đùng đi tới. Tân Uẩn cho rằng Giang Sách lại nói gì đó đắc tội với người ta, vừa định tiến lên nói đỡ mấy câu cho Giang Sách ai ngờ trưởng tàu trực tiếp đi tới trước mặt đám người sơn tiêu chỉ vào bọn họ hét lớn chỗ này không phải của mấy người nhanh đứng dậy sơn tiêu bị người ta đánh còn đang giữ một bụng lửa giật đương lúc không thoải mái nhất anh ta lại một lần nữa đặt chân lên bàn khinh thường nói bố mày không đi đấy mày có thể làm gì tao mày dám đánh tao sao mày dám đánh tao tao sẽ cho mày ngồi tù đây là điển hình của kẻ vô lại Trường tàu oán hận nhìn anh ta, hiện tại tôi cảnh cáo anh lần một, nếu thật sự không đứng dậy, tôi sẽ không khách khí nữa. chương 497, giang sách không sao thì thật sự quá tốt rồi. Sơn Tiêu khinh thường quay người đi. Cảnh cáo anh lần hai, có đứng dậy không? Cảnh cáo anh lần ba. Mắt thấy đến lần cảnh cáo thứ ba vẫn vô dụng, trường tàu lập tức ra lệnh cho nhân viên bảo vệ, áp giải toàn bộ đám người này đi, chạm kế tiếp chuyển giao cho cảnh sát. Vâng, mấy nhân viên bảo vệ đều đi đến thuần thục áp giải đám người sơn tiêu đi sau khi bình tĩnh lại trưởng tàu ôn hòa nói với tân uẩn cô gái này chúng tôi thật sự xin lỗi trước đó tôi đã phạm sai lầm mới để cho những kẻ cướp chỗ người khác này gây nên tổn thất cho cô mong cô hãy tha thứ cho tân uẩn chết đứng tại chỗ cô ấy không rõ trưởng tàu dường như đã biến thành một người khác thái độ trước sau khác nhau một trời một vực khiến cho người ta không rõ tình huống gì đang xảy ra ngay cả nhân viên phục vụ cũng hoang mang. Trường tàu bình thường cao ngạo khó gần, hôm nay sao có thể khiêm tốn như vậy? Tân Uẩn đã không còn quan tâm những thứ này, cô ấy suốt ruột hỏi thế. Giang sách đâu? Tôi đây. Một giọng nói hùng hậu truyền đến. Tân Uẩn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, thấy được giang sách đang chậm rãi đi tới. Đúng như lời anh nói trước khi rời đi, rằng không lâu sau sẽ quay lại, giang sách quả thật làm được, anh chỉ dùng đúng 5 phút đã quay lại lông tóc không hề bị tổn thương. Không chỉ có không có việc gì, mà xem chừng trưởng tàu còn vô cùng tôn kính với anh. Cộng, hai, người có mặt trong khoang xe đều trợn tròn mắt, trước đó không một ai trong số bọn họ nghĩ kết quả sẽ thế này. Người bị nhân viên bảo vệ áp giải đi, hiện giờ lại nghênh ngang trở lại. Không chỉ trở lại, trưởng tàu còn tự mình dẫn người giúp anh giải quyết vấn đề, chuyện này, quả thực giống như quay phim huyền huyễn vậy, quá khó tin. Tân Uẩn đã đỏ cả mắt, vui mừng phát khóc. Vừa rồi cô ấy không biết nên làm thế nào mới tốt, chuyện ba bị bắt cóc còn chưa giải quyết xong, nếu giang sách lại xảy ra chuyện, cô ấy sẽ chẳng có ai để dựa vào. Dù sao, cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Giang sách, giang sách không sao thì thật sự quá tốt rồi. Tân Uẩn chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, trực tiếp chạy tới ôm cổ giang sách, nhào vào trong lòng anh, cảm nhận sự tồn tại chân thật này. Thật tốt quá, Giang sách không sao, thật tốt quá. Nếu giang sách bị dẫn đi, như thế chẳng khác nào đẩy tân uẩn vào đường chết. May quá, may quá. Giang sách cười khẽ đẩy tân huẩn ra, nhiều người lắm đấy, đừng khóc, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng nữ thần băng giá của cô. Tân huẩn nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng đấm vào ngực giang sách một đấm. Trường tàu đi tới vừa định nói gì đó, giang sách đã giơ tay lên bảo anh ta ngậm miệng, sau đó nói thẳng, chuyện này dừng ở đây thôi, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, lần này coi như hết, nhưng nếu còn lần sau. Trường tàu thay đổi sắc mặt, không còn, tuyệt đối không còn có lần tiếp theo nữa. Giang sách gật đầu tốt, các anh đi trước đi. Vâng vâng vâng, trường tàu dẫn người nhanh chóng rời đi, hôm nay thật đúng là nguy hiểm, nếu không phải anh ta phản ứng nhanh, sợ là bát cơm này sẽ bị đập nát rồi. Thật ra, là do Giang sách không muốn so đo với anh ta dù sao chuyện quan trọng trước mắt của Giang Sách chính là đi giải cứu tân tử dân, cho nên không còn tinh lực để dây dưa với mấy chuyện này. Sau khi gió êm sóng lặng, cuối cùng Giang Sách và Tân Uẩn cũng có thể ngồi trở lại chỗ ngồi vốn nên thuộc về mình. chương 498, ôi, thật ngại quá. Cuối cùng Tân Uẩn cũng cảm thấy mỹ mãn cô ấy xoay người nhìn Giang Sách. Tò mò hỏi, anh đã làm thế nào mà trong vài phút ngắn ngủi đã khiến thái độ của trưởng tàu thay đổi 180 độ vậy? giang sách lạnh nhạt nói cũng không có gì đặc biệt tôi chỉ nói là đã quay lại video muốn gửi lên trên để tố cáo anh ta thế là anh ta chủ động tới giúp tôi giải quyết vấn đề thôi hở loại chuyện vớ vẩn này người bình thường sẽ không tin nhưng tân uẩn tin lòng tin của cô ấy đối với giang sách đã vượt qua giới hạn nên có là một loại tin tưởng không hề có lý do sau khi đoàn tàu chạy đến trạm kế tiếp đám người sơn tiêu bị cảnh sát dẫn đi sau đó đoàn tàu tiếp tục lái về đích đến tiếp theo. Dọc đường đi, Tân Uẩn buồn ngủ không chịu được. Một đêm không ngủ, lại thêm vừa rồi còn gặp phải chuyện đám người Sơn Tiêu chiếm chỗ khiến Tân Uẩn mệt muốn chết, vì thế cô ấy ngủ thiếp đi trong nỗi lo lắng cho ba. Đoàn tàu sóc nảy vài cái, không biết là cố ý hay vô ý, thân thể Tân Uẩn nghiêng đến, ngã về phía giang sách, cả người nằm trên bắp đùi anh mà ngủ. Bởi vì ngủ quá say nên nước miếng còn nhỏ giọt trên ống quần của giang sách. Giang sách nở nụ cười. Một người phụ nữ lạnh lùng như thế, thì ra lúc ngủ cũng có thể chảy nước miếng. Anh rút hai tờ khăn giấy, lau nước miếng trên khóe miệng giúp Tân Uẩn, sau đó không nhúc nhích, cố gắng để Tân Uẩn có thể ngủ được thoải mái hơn. Người phụ nữ này, chịu đựng quá nhiều áp lực và đau khổ vốn không cần phải chịu đựng. Hiện tại có thể để cô ấy nghỉ ngơi được lúc nào thì hay lúc ấy đi. Trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng, trước khi trời tối, đoàn tàu cũng tới nam thành lái vào nhà ga bị giang sách gọi tân uẩn tỉnh lại ôi thật ngại quá nhìn thấy dấu vết nước miếng của mình trên ống quần giang sách tân uẩn cực kỳ xấu hổ đây là lần đầu tiên cô ấy có tiếp xúc khoảng cách gần với nam giới lại còn để lại dấu ấn trên người người ta giang sách cười cười không quá để tâm dẫn theo tân uẩn xuống xe hai người đến khách sạn đã đặt sẵn từ đầu sau khi bỏ hành lý vào phòng Giang sách lấy bản đồ đã chuẩn bị tốt, chú thích địa điểm đối phương yêu cầu gặp mặt cho rõ ràng rồi tiến hành phân tích tường tận. Đối phương hẹn gặp tại một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang, xung quanh cực kỳ trống trải, thuộc loại mà bạn có gào khản cổ cũng không ai nghe thấy. Hẹn gặp tại nơi đó, nếu như đối phương có nhiều người thì rất có khả năng sẽ một đi không trở lại. Trong lòng giang sách đã có kế hoạch. Lần này tuyệt đối không thể để cho Tân Huẩn đi cùng, làm vậy sẽ khiến cô ấy rơi vào tình thế nguy hiểm. Giang sách thu lại bản đồ nói với Tân Uẩn, ngày mai tôi sẽ dựa theo thời gian đã hẹn, đến địa điểm chỉ định để cứu người ra. Tân Uẩn, cô ở lại phòng khách sạn chờ tôi, khóa kỹ tất cả các cửa, bất cứ kẻ nào gọi cũng không được đi ra. Tân Uẩn hỏi, tôi có thể đi cùng không? Không được. Giang sách trả lời chắc như đinh đóng cột. Có thể dẫn Tân Uẩn tới Nam Thành, đã là giới hạn của anh rồi, nếu còn dẫn cô ấy đến hiện trường, đó chính là không chịu trách nhiệm với Tân Uẩn tân uẩn đương nhiên cũng hiểu chuyện này cô ấy gật đầu được thế tôi chờ anh trở lại nghĩ bụng tân uẩn lại đưa ra một thỉnh cầu khác chuyện đó đêm nay anh có thể ở cùng với tôi không một mình tôi tôi rất sợ đến thành phố xa lạ lại còn là một thành phố đầy dãy phần tử phạm tội tân uẩn thân là một cô gái một thân một mình đúng là có khả năng sẽ sợ giang sách khẽ cười nói cô đi ngủ trước đi đêm nay tôi sẽ bảo vệ cô cảm ơn chương 499, càng nghĩ càng cảm thấy buồn. Tân Uẩn cởi áo khoác và dép lê, chui vào trong chăn. Bởi vì phòng tắm được trang bị cửa kính thủy tinh trong suốt nên cô ấy cũng ngại tắm rửa trước mặt giang sách, chính vì thế, đêm nay đành chấp nhận không tắm một đêm. Cô ấy nằm ở trên giường, nhưng người nhìn bóng lưng giang sách, trong lòng có chút cảm động, nhiều hơn là nỗi mong muốn. Nếu, nếu cô ấy quen biết giang sách sớm hơn, vậy thì hiện tại có lẽ cô ấy đã không còn đơn độc một mình rồi. Chỉ sợ, có khi cô ấy đã là bà mẹ hai con cũng nên. Ai, vì sao người đàn ông ưu tú như vậy lại bị người phụ nữ khác cướp mất chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy buồn. Tân Uẩn mím môi, dùng chăn ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, không nghĩ tiếp chuyện giữa mình và giang sách nữa, bởi vì có nghĩ thế nào cũng vô dụng. Đàn ông có vợ, mày còn có thể làm gì chứ? Một đêm bình yên. Ngày hôm sau, Giang sách chuẩn bị tốt đồ ăn thức uống cho Tân Uẩn còn đang trong mộc, sau đó một mình kéo vali rời khỏi khách sạn. Anh thuê một chiếc xe, một mình tới địa điểm đã chỉ định. Trên đường, Giang sách gọi điện thoại cho sư tử của 12 cung, giao cho anh ta một nhiệm vụ lâm thời, yêu cầu nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ năm chữ, bảo vệ tốt Tân Uẩn. Có sư tử âm thầm bảo vệ, Giang sách mới có thể yên tâm đi giải cứu Tân Tử Dân. Chiếc xe màu trắng có rèm che chạy trên trên đường lớn, Giang Sách càng lái càng nhanh, càng đi đường càng hẻo lánh, sau đó không còn nhìn thấy chiếc xe nào trên đường nữa. Sau khi chạy được hơn 2 tiếng, cuối cùng anh cũng tới nơi. Giang Sách không dám khinh thường, trực tiếp lái xe vào một mảnh đất đầy cỏ, tránh cho xe bị người ta phát hiện. Sau đó, anh xuống xe, kéo vali đi vào nhà máy bỏ hoang. Đây là một nhà máy được xây dựng cạnh bờ sông, quy mô rất lớn xem kết cấu quy hoạch chỉnh thể thì trước kia nó có khả năng là một nhà máy đóng tàu. Bởi vì bị bỏ hoang quá lâu, cửa nhà máy đóng tàu đã bị vỡ đôi, gió thổi đến gây ra tiếng cót két cót két. Giang sách không tốn mấy sức đã có thể đẩy cửa ra, tiếp tục đi vào trong. Cách thời gian hẹn gặp chỉ còn lại 15 phút, theo lý, đối phương cũng nên đến rồi, hơn nữa còn ở nơi này ôm cây đợi thở, mà người bên đối phương chắc cũng không ít. Nhưng cả nhà máy đóng tàu lớn bậc này, trong lúc nhất thời Giang Sách thật sự không biết nên đi đâu để gặp đối phương. Đi tới đi lui, loáng thoáng có nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu gâu, âm thanh rất giàu dĩ, hơn nữa nghe qua trông không giống tiếng của một con chó mà ước chừng phải đến 4 năm con. Hửm, Giang Sách nhíu mày, chẳng lẽ nơi này có chó hoang sao? Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy cánh cửa sắt phía trước bên trái cách đó không xa tự động cuốn lên, mở ra, sau đó để lộ cảnh tượng bên trong năm còn pitbull cực đói chúng nó chảy nước miếng, lộ răng nanh ra ngoài, con nào con nấy nhìn chằm chằm giang sách, hận không thể ăn tươi nuốt sống giang sách. Vù vù vù, năm con pitbull cùng nhào đến, trong trạng thái hiện tại là muốn ăn sống giang sách. Giang sách mỉm cười, thật đúng là bị anh đoán chúng rồi, đối phương quả nhiên có sắp xếp mai phục, chỉ là mai phục không phải người, mà là chó. Loại chó này, cực kỳ hiếu chiến, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Năm con cùng lên, nếu là người bình thường thì căn bản không chống đỡ được. Nhưng đáng tiếc, chúng nó gặp phải giang sách thì nhất định chỉ có thể biến thành chó chết. Tốc độ của chó vĩnh viễn vượt xa nhân loại, con thứ nhất lấy tốc độ như tia chớp vò tới trước mặt giang sách, nhảy xồm lên, ngoạm vào cổ giang sách. Nếu như bị cái mồm to như chậu máu kia cắn chúng, chắc là phải chết không thể nghi ngờ. chương 500, nghe ra quả thật không tệ. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Giang sách dùng tốc độ cực hạn vượt quá giới hạn của con người để nghiêng thân, né tránh công kích của con chó Pitbull. Sau đó anh lấy dao găm, vào lúc con Pitbull nhào đến, một tay anh giữ nó ở trên mặt đất, tay còn lại cầm dao găm trực tiếp đâm thẳng vào cổ nó. Nháy mắt, con chó đã chết. Con thứ hai đánh lén từ phía sau, sau lưng giang sách giống như mọc mắt, cũng không quay đầu lại mà vung một dao, khiến con Pitbull sau lưng chết lăn quay trên đất, bụng bị rạch một vết lớn. Máu tươi giàn rụa, chó cũng có linh tính, cũng biết sợ, sau khi nhìn thấy hai đồng bọn chết thảm, ba con pitbull còn lại quay đầu bỏ chạy, không hề do dự một giây nào. Giang Sách đứng lên, cất dao găm về vị trí cũ. Bốp, 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 tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo kít đi ra từ sau kho chứa hàng, vừa đi vừa vỗ tay, giống như đang tán thưởng màn biểu hiện phấn khích vừa rồi của Giang Sách. Cùng lúc đó, ở bốn phương tám hướng cũng có người lục tục đi tới, tổng cộng có hơn 20 người. Ai nấy trông đều không hề lương thiện. Đương nhiên, người lương thiện thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện bắt cóc này. Người đàn ông mặc áo jacket đi tới nói, bản lĩnh của cậu không tệ, đáng tán thưởng. Vốn dĩ tôi định để cho năm con chó cắn chết cậu, sau đó cầm tiền rời đi, nhưng cậu có bản lĩnh xuất sắc nên có được cơ hội sống sót. Xin tự giới thiệu nhé, tôi tên là Phương Phiến Tam tôi nhìn chúng cậu rồi thế nào có hứng thú làm đàn em của tôi gọi tôi một tiếng anh ba không lại thêm một người muốn nhận giang cách làm đàn em cũng không có gì lạ người lăn lộn trong giới này chỉ cần được chứng kiến bản lĩnh của giang sách thì không có ai mà không bị thực lực siêu mạnh của giang sách thu hút có thể thu phục được một đàn em bậc này là giấc mộng của mỗi người làm đại ca có điều bọn họ nào có tư cách bắt chiến thần tu la gọi đại ca chứ Giang sách đẩy vali về phía trước, lạnh nhạt nói, tôi không đến để kết bè kết phải, tôi tới để cứu người. Tân tử dân bị mấy người bắt cóc đúng không? Tiền ở trong này, giao người cho tôi. Người này lại dám trực tiếp từ chối ý tốt của phương phiến tam. Anh ta có chút khó chịu. Một tên đàn em hung dữ nói, này, thằng danh kia, đừng tưởng cho mày chút mặt mũi thì mày lên mặt nhé. Anh ba của bọn tao nhìn chúng mày là phúc của mày, bao nhiêu người cầu anh ba của bọn tao nhận còn không được mày có cơ hội lại còn không nắm cho chắc. Nói cho mày biết, đi theo anh ba của bọn tao, sau này muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, tiền tài cả đống, phụ nữ vô số, hưởng thụ ngày lành bất tận. Nghe ra quả thật không tệ. Nhưng mà, Giang Sách lại chẳng hề ngó ngàng tới, không nói một lời vẫn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Phương Phiến Tam. Ha, thằng danh mày điếc à, tao thấy mày là Phương Phiến Tam ngăn cản tên đàn em tiếp tục nói chuyện anh ta chăm chú nhìn vali trên tay giang sách, cậu đã không muốn, vậy cứ quyết định thế đi, tôi cũng không phải người thích ép buộc kẻ khác. Dựa theo ước định, chúng ta giao dịch đi. Phương phiến tam chỉ cái vali, bên trong kia đủ 500 vạn tiền mặt chứ. Mở ra tôi xem thử xem. Giang sách giữ cái nút, mở vali ra, bên trong lộ ra từng sấp tiền mặt mới tinh, đầy một vali, 500 vạn, thật sự có 500 vạn. Phương phiến tam cực kỳ hài lòng gật đầu, Sang sách đóng cái vali lại, người tôi muốn đâu? Phương Phiến Tam vỗ tay. Lập tức, có một tên đàn em áp giải một ông già đi ra, đúng là tân tử dân bị bắt cóc. Hai tay ông ấy bị bắt chéo sau lưng, bị dây thừng thô to chói chặt lấy.